thằng nhóc, lần sau không có tiền thì đừng có bị đặt đi mượn nợ. Thông cảm cho tụi em nha anh ơi. Bữa nay happy birthday em mà quýnh em quá vậy anh. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Nhớ mặt tao nha mày. Tào lao, đeo khẩu trang chưa nhớ mặt ổng. Alo. Alo. Làm ở đâu? Tao nè. Mày đang ở đâu hả? Bữa nay ngày sinh nhật tao mày không ghé chúc mừng sinh nhật tao mày đi đâu hả? Tao xin lỗi, tao kẹt rồi. Mày kẹt hả? Kẹt rồi, kẹt rồi, kẹt lắm kẹt rồi. Mày kẹt chuyện gia đình hả? Không phải. Chuyện hàng xóm hả? Không luôn. Chuyện vợ tao có người ta hả? Không phải. Chứ mày kẹt cái gì? Kẹt xe. Mày điên hả? Thì mày kẹt xe tao vẫn chờ mày được mà, mắc mớ gì đâu. Bây giờ thôi, lần cuối nè, bữa nay sinh nhật tao mày có ghé không? Không. Mày không ghé đúng không? Không. Vậy là bữa nay là cái lần cuối cùng là mày nói chuyện với tao. Cúp máy luôn rồi bây giờ, tức quá. Có một thằng bạn thân mà sinh nhật á nó cũng bỏ mình. Bây giờ có cách rồi. Có cách rồi. Trời ơi trời. Mọi người ơi, tập trung vô tôi, tập trung vô tôi. Tao nhảy đây. Ê, nhảy đây. Đây. Có tôi. Hey. Ai đây? Là thằng cứu thằng kia. Anh hùng. Tao chưa nhảy luôn. Tao chưa nhảy luôn mà nó cứu ai? Tao chưa nhảy bây giờ tao mới nhảy nè. Hãy đợi tôi. Cố lên, cố lên. À. Nhảy đi, nhảy đi. Sao vậy? Có sao vậy? Có sao vậy? Hả? Sao vậy? Tao mày sinh nhật tao mày không ghé. Chỉ có cách này mày mới quay làm cứu tao thôi. Đây nè, có công chuyện cho bộ đi nè, biết rồi. Có món quà dành tặng cho mày nè. Tặng cái gì? Xòi cho mắm vuốt nè. Không ăn à? Không ăn. Sai lầm rồi con. Đây là miếng xòi nè. Quết miếng mắm vuốt nha. Ăn đi, ngon lắm nè. Ờ, không ăn đâu. Thiệt á. Ui, còn chảy nước miếng đấy thương quá. Tao không có thèm, tao không có thèm. Tao quên nữa. Thường mấy ăn chè mày đâu ăn được đâu. Sao không được? Nó bị nhẽo. Gì cũng có quà khác tặng. Quà gì nữa? Dây thần. Dây thần hả? Dây dao. Dao. Thuốc độc luôn. Thuốc độc. Rồi mày đem dao, thuốc ăn, thuốc độc. Rồi mày đem dây thần để làm gì nữa? Hồi nãy mày nói mày đi tự tử đó, tao sợ mày không đủ điều kiện. Mày khùng quá, mày khùng quá. Ây da, giỡn thôi, giỡn thôi, giỡn nè. Happy birthday. Nói chung á, tao với mày có mình mày là bạn à. Ừ. Không được ha. Ừ. Happy birthday. Cảm ơn bạn. Lòng ở đâu? Hả? Này gì vậy? Vàng á. Đó là lý do vì sao mấy tháng nay tao và mày không gặp nhau. Thời gian vừa qua tao có đi theo một nhóm người, mà cái nhóm người đó là cái nhóm người chuyên đào vàng. Mấy ngày nay tao ở cái khu rừng đó, một cái khu rừng mà cách thành phố 500 cây số. Tao gặp một cái ông đó, ông già ông lú lẫn rồi. Ông mang cái số vàng này và ông nói là trong cái khu rừng đó có rất nhiều vàng, có cả một kho báu. Ở trên đời này không bao giờ kho báu trời. Có kho báu đó. Không có kho báu. Tấn à, đi với tao đi, đi với tao lấy số vàng đó đi. Mày sẽ được đổi đời, mày sẽ được đổi đời. Sao vậy? Mày sao vậy? Mày sao vậy? Nói coi mày sao vậy? Mày bị làm sao? Tao mắc bệnh nè kì. Bây giờ nếu như không có tiền chữa trị, tao qua không khỏi. Tao phải cần số tiền đó. Cha, đi với tao nha. Tao không muốn đổi đời, nhưng tao cần mạng sống của mày. Đây là tốt rồi, hay men. Đi rồi, đi. Đi. Nhanh lên, đi. Cuối cùng tới nơi rồi, tới nơi rồi, tới nơi. Nơi có cái mỏm đá y chang vậy nè. Mình đến đúng nơi rồi đó. Đúng nơi hả? Nhưng mà bây giờ thấy tao đói tao khát quá. Thôi. Mày đi vô càng sâu, thấy càng vắng vẻ không có ai luôn á. Biết vậy rồi, ráng nhìn chút xíu đi nha. Nhìn chút xíu đi. Thôi bây giờ chia nhau đi tìm người đi. Đi. Long ơi. Cái gì? Từ từ, tỉnh ra, bình tĩnh ra. Ăn mặc như vậy chắc chắn đây là người bộ tộc ở trong cái khu rừng này đó. Qua nói chuyện với họ đi. Anh biết nói tiếng Kinh không? Không, tôi biết nói tiếng Việt thôi. Anh cho hỏi, anh có phải là người ở bộ tộc này không? Không, tôi đi du lịch. Du lịch. Sao mặc đồ kỳ cục vậy? Trời ơi, cho thuê đồ chụp hình lưu niệm. Sao kỳ vậy, có cái cây gì là cái gì? Selfie nè. Trời ơi!
tôi làm hỏi muốn chết luôn hả? Tôi nói nghe, hồi đó là tôi lên đây du lịch thôi, mà bây giờ tôi lên đây kinh doanh. Kinh doanh gì? Kinh doanh nhà nghỉ. Rồi kinh doanh được không? Không. Sống về Sài Gòn sống lại đi ba. Thì trốn nợ mới lên đây nè. Tôi nói anh nghe, anh mới lên đây đúng không? Mới lên. Ở cái bìa rừng này nè, thì nó lên nhiều nhà nghỉ khách sạn lắm, người ta khai thác hết rồi. Phía trong sâu khu rừng kia kìa, nó có những cái hang động mà không ai khai thác. Tại vì anh biết sao không? Sao? Ai đã vô đó rồi là không ra được. Sao cậu biết? Nghe đồn. Ai đồn? Hang Tu Gai. Bây giờ làm sao gặp hang Tu Gai đó đây? Thì bây giờ phải kiếm nó. Kiếm bằng cách nào? Kiếm bản bản đồ. Bản đồ đâu ra? Ra. Tôi bán nè. Tôi nói nghe nè, hang Tu Gai này rất giỏi nha. Nó là dân địa phương ở đây à. Cho nên là đường đi nước bước là nó biết hết à. Mà đặc biệt nghe, hai này có một cái khiếm khuyết thôi. Khiếm khuyết gì? Thằng câm, thằng mù. Đi đường sao nè? Nó giỏi lắm, tôi nói thiệt. Ai nó dẫn vô cũng thành công hết chứ, mà nó không thấy nó dẫn ai ra hết á. Rồi sao mà đi được? Tin tôi đi, nó rất giỏi, hãy gọi. Được rồi, thì trả lời bản đồ nè. Được rồi, tôi sẽ gọi đó, cảm ơn nha. Gọi nha. Bình an, bình an. Cảm ơn nha. Tôi thành công, tôi về tôi hả? Trả cho. Con điện thoại đó kìa, nghe điện thoại đi, nhanh lên. Có ai chưa? Từ. À, alo. Ông muốn Tu Gai đúng không à? Ông muốn Tu Gai muốn. À, tôi có gì vậy? Ông muốn Tu Gai muốn, anh muốn một muốn. Anh đi bên Tu Gai muốn. Anh được, anh muốn là cái cúp mà baby go go go. Giá dễ sợ thiệt. Ai để điện thoại cho con chó nó bắt máy vậy? Mày ở không nhất á, chó nào nghe điện thoại được. Cấm gọi lại nè. Ông muốn. Ông muốn. Ông muốn. Ông muốn. Alo. Hello. Alo. Hello. Có người alo kìa. Mày điên hả? Có ai đâu, mày đưa tao làm gì? Alo. Thấy chưa, vẫn là con chó của ngày hôm qua. Alo. Hello. 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 Anh chứ anh mua, anh muốn đuổi anh bị cầm hả? Anh mua cái anh mua mưa, anh kia bị mù mưa đúng rồi, đúng rồi. À gì hả? Gì hả? Anh mua cái anh mua ai rồi rồi anh mua cua mua con nắc nắc ở bên kia. Mù mà chính xác quá vậy. Hey, đây nè, đây qua đây, qua đây. Tôi là người cần sự giúp đỡ này. Anh là bên Tu Gai hả? Đúng rồi, tôi là Tu Gai đó. Vậy là chắc chắn là cái ông này là dẫn đường cho mình nè. À. Tôi dẫn đường. Chứ này làm gì? Nó dẫn đường cho tôi. Chắc lạc đường luôn á. Không có đâu, tầm bậy tầm bạ. Ngày xưa Sơn Tùng cũng lên đi rồi đó. Nhờ tôi dẫn đường về sáng tác và lạc trôi luôn. Ủa thiệt vậy luôn hả? Thiệt. Tôi là Long nè, đứng kế bên là Long. Ừ. Đứng xa xa chút xíu là Tân. Thấy rồi, thấy rồi. Anh tên gì? Thấy mắt tôi mù không? Thấy. Tên tôi là A Sáng á. Dữ vậy? Đây là dữ hơn tôi nhiều luôn. Sao? Nó cầm đó. Ừ. Tên nó là A Nối. Kỳ hay ngược ngạo á. Bây giờ hai người muốn đi đâu? Nói đi, chỉ cần nói một cái thôi, tôi sẽ dẫn ngay người tới. Đúng cái chỗ đó liền. Nếu vậy thì hãy dắt chúng tôi đến cái hang động mà trước kho báu á. Giang ơi, Giang ơi, Giang ơi. Trời an, trời an, trời an. Không được, không được. Sao vậy? Không được đi tới cái kho báu đó đâu. Tại sao? Cái kho báu đó ghê lắm. Có cái gì ghê? Nghe tập trung nha. Rồi. Hai anh em của tôi mới bắt đầu bước ra cái cửa nhà. Lúc đó hai anh em tôi thấy Vasubilabi. Sao khó hiểu quá vậy? Sao kỳ vậy? Nói vậy thôi mày cũng không hiểu nữa. Không hiểu thiệt. Nó lại. Vasubilabi đó, có hiểu chưa? Trời ơi, hiểu con ông luôn, hiểu. Sao kỳ vậy? Sao vậy? Kể cho ông nghe. Trong một ngày nọ, hai anh em mới đi tới. Tới một cái hang, tôi mới thấy một cái chuyện vô cùng kinh khủng, ghê lắm, ghê cái lắm. Cái gì nè? Cái hang nó tôi thui à, ghê lắm. Ba mù thấy hang tôi thui đúng rồi. Không chứ, lúc đó là chưa có mù đâu. Tôi đi lộn cái hang rồi, không phải hang đó đâu. Chứ cái hang nào nó thật sự có kho báu. Ông mới vừa nói cái gì? Hang có kho báu hả? Đúng rồi. Hai anh em tôi nhớ không lầm, ở cái rừng này làm gì có cái hang nào mà chưa kho báu. Tao nói mày rồi, làm gì có kho báu. Mày không. Lúc nào cũng nghe người ta nói có kho báu, có vàng hết trơn á. Ờ, không, kho báu không có, nhưng mà vàng thì có thiệt đó. Vàng không phải là để ở trong hang đâu, vàng được bỏ khắp ở cái rừng này nè.
vàng khắp nơi này. Đúng rồi. Vậy tại sao tôi không thấy? Bởi vì được giam giữ bởi một linh hồn của một người phụ nữ đó. Hai đứa tôi từng là nạn nhân à. Để lấy được đồng vàng đó thì hai người phải đánh đổi. Tôi bị đánh đổi bởi đôi mắt, còn nó thì bị đánh đổi bởi giọng nói đó. Đánh đổi để được cái gì? Để được vàng. Vàng đâu? Vàng đâu? Cầm cái này, lời nguyên ở trong này có. Nhưng mà hai người nhớ kỹ nha, hai người muốn lấy được vàng là phải hai người cùng nhau hợp sức lại, cùng lấy máu của hai người hòa chung với nhau, rồi để dính lên tờ lời nguyên này nè. Sau đó mình dùng lửa mình đốt đi, lúc đó chắc chắn sẽ có linh nghiệm đó. Tôi cảm ơn hai người nhiều nha. Coi như là tôi xong việc hết trơn rồi. Đừng có tìm tôi nữa nha. Hay là đi về đi Long. Không. Nguy hiểm lắm Long ơi, nguy hiểm lắm. Không. Thì cơ hội tao có tiền để tao chữa bệnh cho tao. Mày không biết tao đang bị bệnh hả? Đây, làm đi. Xuất hiện rồi kìa. Nhớ là cẩn thận đó. Tao hứa với mày, nếu có chuyện gì xảy ra, tao sẽ chịu trách nhiệm. Hãy cho tôi số vàng đó, đánh đổi gì cũng được, đôi mắt hay giọng nói cũng được. Đánh đổi gì? Tôi muốn đánh đổi. Mày sắp chết rồi. Có nhớ lời hai thằng kia dặn không? Có một miếng vàng, đánh đổi đôi mắt hay giọng nói, nhưng để có một số vàng thì buộc lòng tao phải đánh đổi mạng sống của mày. Sắp gần tới bờ rồi, ráng lên, tôi đưa nó vô tới bờ, bà ơi, ráng lên. Ba ơi, gió mạnh của con sợ quá ba mẹ ơi. Bám chặt vô đi con, gió lớn quá ông Bình, tôi chịu hết nổi rồi. Ráng đi, ráng đi bà ơi, đừng có bà ơi, ráng đi bà ơi, nấp xuống con ơi, nấp xuống, nấp xuống. Bám vô đi con. Bà ơi, bà ơi. Gió quá, tôi chịu hết nổi rồi. Tôi thôi ông Bình. Đừng con ơi, đừng, đừng con ơi, đừng. Gió mạnh, ráng lên. Ba mẹ ơi, cho tao bỏ con mẹ.
chuyện cảm động quá con ơi. Chú là nhà văn, chú tới đây thì chú quan sát cái cảnh làng chài, chú về chú viết một câu chuyện, chú sẽ viết về câu chuyện cuộc đời con. Không chú đừng viết cái chuyện của ba mẹ con. Ba mẹ con đi biển mất là cách đây một chục năm rồi. Đừng có viết câu chuyện nó buồn lắm. Có câu chuyện thì thú vị hơn nè. Chuyện gì con? Sự tích bãi dâu. Nằm nghe sóng vỗ tình lớn. Trời ơi, có ai cứu vợ tôi không? Trời ơi, cứu vợ tôi với, tôi không biết bơi, có ai không? Có tôi. Trời ơi, còn đứng làm dáng nữa, cứu vợ tôi lẹ đi, nhanh lên. Thì biết cái này để cứu rồi mà, trước khi cứu phải khởi động tay chân cái đã. Trời, khởi động lẹ đi, em ơi ráng lên, mình ơi ráng lên mình ơi. Ráng lên đợi đi, ráng đợi nó xíu đi em ơi. Cái gì mà lâu quá vậy, lẹ lên cái gì vậy? Đáng lẽ còn động tác nữa xong đánh cái quên nguyên bài luôn nè. Bây giờ làm cái gì nữa lẹ đi, vợ tôi ở dưới kìa. Không, phải có bài khác, phải bài khởi động khác mới được. Bài gì? Yoga. Vợ ơi, ăn gì anh cúng em ơi. Em ơi, mang về để anh cúng em ơi. Em ơi, không dám kêu nó luôn đó. Bây giờ mà kêu nó giật mình, nó làm lại từ đầu. Trời ơi, lẹ lên. Vợ người ta ở dưới bảo còn yoga nữa. Cú lẹ lên đi. Khoan, cú. Giờ phải lấy hơi, biển hơi thiệt sâu mới lặn sâu xuống đáy biển được. Rồi, lẹ lên chứ vợ tôi sắp tới biển rồi. Ê, sao? Lấy hơi nhiều quá, gió vô đau bụng nè. Dạ, sao? Nói vợ anh ngưng chết đuối 5 phút cho em hết đau bụng 5 cú. Vợ. Cái gì vậy? Trời ơi, đi cứu vợ lẹ lên đi ở đó mà. Rồi, cứu. Lẹ lên. Cứu đi. Chị ơi, chị đâu rồi? Em ơi, có nghe trong tim chị. Ráng lên, nhanh lên. Ráng lên mà, ráng lên. Ê. Chị ơi, cứu em với chị. Ê, cứu vợ tôi. Cứu em đi, cứu em chị ơi. Trời. Anh ơi. Hả? Vợ anh mất tiêu rồi. Chị chết rồi anh ơi. Mà lúc này chị chết, chị siêu thoát đi chị. Chị chết rồi. Tất cả lỗi là do anh. Tại anh không biết bơi. Tại em. Tại anh không biết bơi. Tại em. Để anh đi theo vợ anh. Anh đi theo vợ anh. Em ơi, có nghe không tiếng gì? Trời ơi, ông bơi còn hơn người nhái hết trời. Thua cho chị rồi. Ông muốn chị chết chắc luôn đó. Con ơi, câu chuyện này nó cũng cảm động. Xem câu chuyện trước đó con. Khoan mọi người ơi, cảm ơn mọi người dàn dựng nha. Rồi, cảm ơn chị. Mệt gần chết luôn á, thiệt luôn á. Cảm ơn chị. Đồ 50 ngàn ra làm được chút hết. Trời ơi, không ngờ chỉ có một cái thúng thôi mà con kể một câu chuyện rất cảm động, rất tình thúng. Cái thúng, chú biết chú viết về cái gì rồi. Chú sẽ viết về cái thúng, một câu chuyện tình thúng cảm động. Ôi, câu chuyện nặng nề quá, làm sao tôi viết nổi đây. Tôi phải làm sao? À, chị bán lưới, câu chuyện về lưới của chị sao nè. Chú ơi, quay lại chú ơi. Khổ ghê vậy đó. Trời đất ơi. Cún cô trước. Cún cậu trước. Cún cậu. Cún cô trước. Cún cậu. Cún cô. Cún cậu à. Cún cậu. Cún cô. Cún cậu. Cún cô. Cún cậu. Cúng cô. Thế nào vậy? Thế này. Cúng cầu cơ. Thôi này bây giờ nè, khỏi cầu cô cậu lên trơn á. Cầu người có âm chiên mệt. Cầu có đi biển có an toàn không phải không? Con này con người bình thường con nhìn biển nè. Và sáng giờ ngồi thấy sóng mạnh lắm. Biển động mạnh á, nay đi biển coi chừng nguy hiểm tính mạng á. Trời ơi, nói gì vậy? Tầm bậy tầm bạ đâu mà ra. Con nói thiệt. Nói gì kỳ cục vậy con? Bây giờ phải làm sao? Thôi bây giờ vậy nè, ở cái làng mình á, bây giờ phải cho mượn xác để mà gọi hồn lên, mời cô mời cậu, mình biết mình ra khơi được không?
Bây giờ là con còn nguyên đúng không? Bây giờ con giúp mấy cô mấy chú ở đây để Bảo làm cho. Bảo làm nha. Chuẩn bị đi. Đó. Bây giờ hay đó. Quá. Mọi người phải tin nha. Tin mình mới cầu cô cậu lên được. Tin lắm, yên tâm đi. Rồi. Mà khoan, đâu có biết cầu nghiêm túc là cầu sao đâu. Chút đây nè, có ghi thơ từ đi nè. Rồi. Đọc thôi. Rồi, tập trung đi. Ngày tháng năm. Vô rồi đó. Anh Năm ơi. Ơi. Tôi nhớ anh nhiều lắm. Tôi với anh thân nhau từ hồi nhỏ mà. Đi đâu cũng đi chung hết á. Rồi cái đi cầu cô cậu cũng ngồi kế nhau. Tôi thương anh như vợ tôi. Ê! Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tôi nghĩ là tình anh em nhỏ lớn thôi. Hỏi đi. Ôi. Nè biết không, con bắt dông hay lắm nè. Tí sủ nhưng mà thành thì con mùi thân dẫu tất hợi bóng. Có cằn có cốt vô đây nè mới đi. Đúng nè. Rồi. Đây đúng là cái này đúng nghiêm túc cái nè. Cái này đúng nghiêm túc đúng. Tôi nhớ là có cái bài hát khấn cầu cơ cầu hồn đến hay lắm. Bài hát đó làm sao? Rồi nhớ rồi. Tập chắp tay trước người mình đi. Rồi. Hey. Hồn mời xin hãy quay về nghe ta hỏi thăm. Hồn hãy nhập vào thân xác linh thiêng cứu nguy dương trần cứu độ chúng sanh. Đây là các bạn, cái nhạc nó còn miếng á. Còn nhạc miếng, còn miếng. Miếng. Lên dắt luôn. Đây là nhang thơm. Đây là trái cây. Đây là bông hoa. Đây lòng chúng con đang cầu xin về đây chơi cứu giúp con. Còn ơn. Lên tiếp. Thử coi đây nè. Rồi lên lại tiếp nè. Mơ chôn biển khơi xa hãy mau nhập vào. Hồn mơ phía núi non cao cũng mau nhập vào. Chớ có vô vàng phải tội. Cầu nhau mới cứu cho. Còn bằng không thì chịu chết. Cầu nhau mới cứu cho. Tăng 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 tăng. Tăng 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 tăng. Xin cứu giùm cho con, hãy mau dắt vào đi. Cô về. Nó cầu hay lắm luôn, đừng có giỡn chơi. Ôi, nó cầu bát giới lên luôn. Ba. Má ơi, má ngủ hả? Cô cậu lâu quên, ngủ quên luôn. Cậu đang quen đi. Hay. Quá đi. Hay cô hay cậu? Rose. Rose. Gì? Rose. Cái gì? Rose. Rose là má nào? I'm Zack in Titanic. Titanic là ai cơ? Nhìn kìa. Biển động mạnh lắm. Biển động mạnh. Đông Go. Biển động mạnh lắm. Đông Go. Đông Go. Baby Đông Go. Nhìn đi. Biển động gió giật kìa. Cấp 6, cấp 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đừng ra biển. Biển động mạnh lắm. Biển động mạnh lắm. Đừng ra biển. Cái gì vậy? Nó nói cái gì vậy? Nó nói cái gì tôi không biết, nhưng tôi biết bài hát hồi nãy là của Lam Trường. Ông này. Bây giờ nó nói cái gì mà ra biển rồi, cái gì biển động mạnh lắm, đừng đi là sao? Ôi. Ê. Ta là Thủy. Thủy Tiên. Lại gần em một chút thôi. Kiss me. Ghi chặt đôi bờ vai gió đêm còn dài. Lại gần em một chút. Thủy Tiên ơi, Thủy Tiên, anh Công Vinh còn đá banh không? Tiên à, ta là Thủy Tiên. Hả? Chị Sơn Tinh đâu? Thủy Tinh luôn kìa. Sơn Tinh đâu? À, Kim Sơn Tinh kìa. Sơn Tinh đâu? Kim Sơn Tinh làm cái gì? Núi dựng núi lên đi. Núi. Núi đâu? Núi đâu? Núi. Đây làm cái gì? Thủy Tinh dựng biển lên rồi. Biển động mạnh lắm rồi, đừng ra biển. Thủy Tinh dựng biển lên rồi.
cái gì nữa vậy? Sao không hiểu gì hết trơn? Sao mà lên rồi cứ nói biển động mạnh rồi đừng ra biển là sao? Ê, Bảo, Bảo. Ôi ơi, ôi ôi, cái gì mà ghê vậy? Ôi ôi, ôi ghê. Ôi, ê, lăn lên vô đây đi. Vô, lăn vô. Ai dạ. Đi. Ai đây? Đó vừa lắm. Vừa lắm con. Ai đây? Ai đây? Ai? Ai? Ta là Mỹ Nhân Ngư. Mày... Ôi ôi. Hay quá. Mỹ Nhân Ngư. Anh cho Trinh Trì còn làm phim không? Điên. Anh khỏe. Trời đất ơi, đó vậy tôi chưa thấy con cá nào mà xấu như con cá này. Này cô gái duyên dáng, nàng tiên cá phải có nhiều loại chứ. Ta là tiên cá mặt quỷ. Tiên cá mặt quỷ thì về biển đi, lên đây làm gì? Cho thở chút xíu đi, mới dưới biển lên hơi mệt. Ai biểu lăn lộn như dữ không? Vừa lắm. Lên rồi hỏi gì hỏi đi. Thì hỏi nè, sao biển giờ êm đềm đi ra khơi được không? Không được đâu, biển động mạnh lắm rồi. Trào dân ở dưới ra là chết đó. Sao sự không đi bình thường mà. Bình thường mày biết cầu là tèo tao lên chi đó mày nói bình thường. Thì tao hỏi han đồ đó. Tao cho mày hỏi đó mày. Mày mắc cười quá. Mắc cười mày cười đi. Đi về đi con cá quỷ. Thôi tao không về đi rồi sao? Tao dẫn tao đi về. Không về vậy đi. Không về rồi sao? Đi làm gì làm gì làm gì? Đánh cho mày ra rồi. Mày tưởng tao đánh được rồi hả? Tao kéo chân đi đánh mày nè. Sao mày? Trời ơi. Chúng sanh là nguy hiểm. Ác từ ăn ca ác ra phòng ác đủ cái loại vô hồn còn đát rồi sao mày? Tao chửi không ra câu ra từ. Tao mệt quá mà. Tao tiên cá mà. Mày chửi nó đi. Mày chửi đi. Một mình tao chửi đó ngồi chửi lại đi. Tao đứng không nói chuyện với con cá. Im mày. Sao mày? Trời ơi. Ngon nói tiếp nào đi mày. Tao chửi mệt lắm rồi đó. Nè mày ngon á. Tao nói mày tao giả mày là cái con cá. Tao chưa đi, chưa đi luôn, chưa đi luôn á. Tao chưa đi luôn đó. Thời cơ hả? Mày cơ hội hả? Thôi đốt đồ phá câu. Mày quay hướng mặt trời hả? Chân lý cháu chiếu rọi mặt mày hả? Giỡn mặt với tao. Xuất ra nè. Xuất. Đau quá không xuất được luôn nè. Xuất ra. Xuất. Ai là xuất tao? Ai là cá quỷ? Xin lỗi mày. Đi. Ủa cô cậu ơi, ai nhập vô con mà con đau ngược đau má chứ cô cậu? Có đau họng cô cậu ơi? Lúc nhớ. Nãy người nhập vô con là một con cá rất là giọng mẹ. Cái giọng mẹ, giọng mẹ đâu? Nó chửi tàn sát dân làng luôn. Ghê vậy? Mà nó cá gì? Nó là cá mặt quỷ. Mặt quỷ? Mặt quỷ. Rồi mà nó nói cái gì? Nó nói là bây giờ biển động nó không được ra khơi. Không được ra khơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cô cũng thấy biển động á, đừng ra khơi. Làm cái chuyện phi lý làm sao không được? Không, biển động lắm, ra khơi là khỏi mệt quá đi. Nãy giờ mọi người không biết gì hết hả? Nhìn nó đi, nhìn là biết nó giỏi trò, nó khùng nó điên vậy, kêu mọi người đừng ra biển đó. Không, con nói thiệt á, tin con đi. Con là người phàm mắt thịt cần người có âm. Con nhìn sóng mạnh lắm, gió lớn lắm. Biển động mạnh bữa nay đó. Không có đâu, mày đừng có nói, tao không có tin mày đâu. Mấy lần trước con đó có bảo, cũng có bảo thiệt mà. Tại mấy lần đó hên thôi. Mày mắc cười quá, nếu như mà mày nói được cái điều đó, mày dự đoán trước được thì ba má mày. Thôi mệt quá đi. Giải tán chỗ này đi. Bây giờ tôi nói nè, bà con không ra biển là không có cơm, không có cá ăn đâu. Còn mà ai muốn ở nhà theo lời nói thì cứ việc ở nhà. Tôi là tôi đi đó. Chú Năm ơi, con nói thiệt hả chú Năm? Tin không đi chú Năm? Không. Chú Bảy ơi chú Bảy. Cái đó là miếng cơm manh lưới mà. Họ phải đi làm mới có cá ăn. Sự nghiệp của người ta. Năm ơi cứ đi đi, tôi ở nhà cậu dỗ. Thôi Bảo ơi, bây giờ mọi người tin tưởng con, nhờ cậy con vậy mà con nói sẵn nó bậy không có được đâu. Thôi, mình vô mình giá lưới mình ra khơi cho lẹ đi. Lẹ. Mấy cô ơi, đừng có đi mà. Sao lúc nào Bảo nói mấy cô cũng nói Bảo quở vậy? Bảo nói thiệt á. Trời ơi, Tuyền ông Năm bị sét đánh luôn kìa bà con ơi. Ra cứu người. Cứu người. Ông Năm ơi, ông Năm đâu rồi ông Năm?
Năm đâu rồi? Ông Năm, ông Năm ơi, ông Năm lên đi ông Năm. Cố Năm nào Năm ơi, ông Năm lên đi. Lên đi ông Năm ơi. Còn ai nữa không? Con cứu mọi người nè. Còn ai không? Còn ai nữa không? Còn ai nữa không? Ai nữa không? Mọi người ơi, mọi người ơi, mừng quá. Còn đủ, còn đủ hết. Ông rồi, mọi người đâu hết rồi. Còn... thằng Bảo đâu? Thằng Bảo đâu? Nó mới vớt tôi lên mà thằng Bảo đâu? Thằng Bảo đâu? Thằng Bảo đâu rồi? Nó mới vớt tôi lên đây mà thằng Bảo đâu? Đi tìm nó nhanh lên. Con thằng nè. Bảo đâu? Con nè. Hết Bảo rồi. Biển lặng lại rồi. Mọi người yên tâm nha. An toàn hết rồi. Cô ơi, cô thấy không? Con nói hay không? Hết Bảo rồi. Mốt cô mới tin con nha. Con nói là phải nghe. Cô, có Bảo thiệt á. Mốt con nói đừng cãi con, nó mới chú đừng ra biển nữa. Ông Năm ơi, ông Năm là cứng đầu nhất luôn á. Con không học chứ không biết có Bảo mà. Ông Năm, thằng Bảo đâu? Con nè ông Nam. Thằng Bảo đâu? Chú Bảy ơi. Thằng Bảo đâu? Thấy con chú Bảy. Con Bảo nè chú Bảy ơi. Con thấy con không? Con thấy con chưa con? Mọi người ơi. Thằng Bảo. Mọi người ơi. Thằng Bảo. Dự thi vào cuối năm 2016, tên cướp biển khét tiếng vùng Caribe đã xuất hiện tại Việt Nam. Chúng ta đã từ Đại Tây Dương nhờ một cơn sóng thần đã ập vào miền Trung nước Việt Nam, rồi vô tình theo cơn lũ trên trời rơi xuống mà trôi dạt đến kênh Nhiêu Lộc. Từ đây, hắn đã lên kế hoạch cướp rất nhiều kho báu, trong đó có những kho báu với giá trị rất lớn, cỡ 92 tỷ đồng, cùng cái mặt nạ màu vàng. Và anh hùng khắp nơi đã truy lùng hắn, trong đó gồm có Superman, Batman, Spiderman, Iron Man và Thần Man. Bên cạnh đó có một người không phải anh hùng, người hơi lùng và tính cũng hơi khùng, theo dấu tên cướp biển Caribe này. Và chúng ta sẽ theo chân anh chàng này. Xin chào tất cả mọi người. Nếu như ai thấy được kho báu, nhớ nhắn cho tôi biết nha. Xin cảm ơn. Tin nhắn đến. Nếu người muốn tìm được kho báu, hãy vượt qua ba màn của trò chơi định mệnh này. Người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Màn một, người hãy thâm nhập vào một nhà hát giao hưởng vũ trường, ý lộ vũ kịch và hãy biểu diễn vũ kịch Hồ Thiên Nga như một nghệ sĩ thực thụ. Cùng các nghệ sĩ trong đoàn, nếu không ứng biến nhanh để hòa nhập cùng các nghệ sĩ hoàn thành vở diễn, người sẽ mãi mãi không tìm được kho báu. Lưu ý, người có quyền sáng tạo cho hấp dẫn. Trò chơi bắt đầu. Tôi mà là Hồ Thiên Nga, tôi có nước hồ con rùa thì có. Trời ơi. Thank you.
mừng người đã vượt qua màn một bằng sự thông minh của người. Màn hai, người hãy đến một công viên có nhiều bạn trẻ và hãy thách đấu họ nhảy đường phố cùng người. Người phải nhảy thật chuyên nghiệp như một nghệ sĩ đường phố. Nếu không vượt qua thì người sẽ game over và mãi mãi không tìm được kho báu. Trò chơi bắt đầu. Công nhận người lì thật đã vượt qua được màn hai, nhưng khó khăn bây giờ mới thật sự xuất hiện. Người hãy chuẩn bị tâm lý thật kỹ, nếu người vượt qua được màn ba sẽ gặp được trùm cuối và người sẽ nhận được kho báu từ trên trùm cuối khi người chiến thắng. Màn ba, người hãy xin tuyển vào một rạp xiếc vui nhộn với vai trò nghệ sĩ ảo thuật. Hãy nhớ là ngươi vẫn phải chứng tỏ cho những kẻ có mặt ở đó thấy ngươi là một nghệ sĩ ảo thuật chuyên nghiệp. Đây là màn tính điểm chính của ngươi trong cuộc chiến này. Không vượt qua được, ngươi sẽ mất trắng, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn đó nha. Hy vọng ngươi còn sống sót để gặp được trùm cuối. Ngươi sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Màn ba bắt đầu. Gentlemen, hai, tôi chính là chú Hề Nhí Nhảnh. Tôi đã cộng tác và đoạn xiếc này 20 năm rồi. Và điều đặc biệt của tôi là không biết xiếc. Nhưng chính vì lẽ đó tôi mới tồn tại lâu đến như vậy. Xiếc chi xiếc cho chết sao trời. Biết xiếc đâu. Xém chết lần rồi kể cho nghe. Xém chết rồi đó. Anh Linh nghe không kể luôn lượt rồi. Chuyện là như vậy nè, cô Sáu gương mặt quân tư hóng chuyện dễ sợ. Đợi cái bàn thôi chứ điều cũng như vậy luôn nè trời. Trời ơi. Để từ từ, từ kể cho nghe. Cái bữa nó mới vô đoàn xiếc, ông chủ đoàn hỏi làm nghề gì, nói đâm bóp vắt hơi. Nó kêu lên xiếc khán giả coi. Khi khán giả đâu thèm lên, ta sợ vắt hơi nóng cháy thì sao. Kêu chủ đoàn xiếc ra thử đó. Hỏi về đây bình thường đổ hút cái cồn vô hũ cháo nhâm nhâm bi lớn này nè, để chấm múc, chấm múc vắt hơi đó. Rồi cái có đầu cười. À, cái hả bình thường bỏ vô hũ cha bay lớn, cái bữa đó kêu khán giả đang sung, khán giả đang sung chơi cảm giác mạnh đi em, đổ hết hũ cồn cho người giống luôn. Trời lửa cực cực quá trời, thay vì chán tình làm im không chịu đứng lên làm nha, tôi muốn lửa ngồi coi vỗ tay gần chết trời ơi đó. Đợi tới lúc mà ông tàn lửa dân chúng kéo đánh tôi tàn mạc luôn. Ủa tấm lẹ ông chết hết, tôi có chết đâu ta. Có kệ xính nghệ tử nghiệp ái chết cũng vậy không. Thiện tai. Đêm nay tại sân khấu này mọi người sẽ trầm trồ và thán phục. Sẽ trầm trồ và thán phục Bởi những điều kỳ diệu sắp xảy ra. Bởi những nhân tố mới nhất hiện nay của đoàn xiếc chúng tôi. Và chương trình xin được phép bắt đầu.
Dạ, kính thưa quý vị, tôi xin trình diễn màn ảo thuật đầu tiên của tôi. Làm đi cứng. Đầu tiên, tôi muốn mời một vị khán giả bước lên trên đây. Một vị khán giả bất kỳ. Cô bé này. Mời cô. Cô gái này không hề quen thuộc với tôi. Đây, hãy bước vào chiếc hộp này. Gì? Từ chiếc hộp này không hề có cơ quan gì hết. Tôi sẽ biến cô gái từ bên này xuất hiện từ bên này. Ô, tên đâu? Không. Ba la Hồ Biên. Nó còn trong đây nè ông nội. Xin lỗi, tôi run quá, tôi quên đọc cái câu thần chú. Thần chú gì? Cái câu thần chú này nè, khớp lệnh. À, khớp lệnh mới biến bệnh hả? Đúng rồi, được về đội hay không là khớp lệnh. Khớp lệnh. Tôi nó còn trong đây nè. Tôi nói mới được cái thần chú đó. À, ông nói mới được hả? Nói đi. Ừ, ông sao ông nói được? Nhìn tôi đây. Ba la khớp lệnh. Ô, vũ tay ông gì ơi. Hay quá các bạn. Chưa hết. Từ bên đây, cô ấy sẽ trở về bên đây. Trở qua trở lại, trở qua trở lại liên tục. Làm đi. Khớp lên. 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 Ông mà đẻ hai đứa luôn. Kính thưa quý vị, đây là cái thuật phân thân của tôi, từ một tôi đã biến thành hai. Ô hay quá con, hay quá. Hay không? Ờ mày xạo mày. Trời dạ. Mày cũng xì rồi, cái tuồng này có rồi. Có ở đâu? Ở trong đó cái tuồng mà gánh xiếc trong live show bật mí bí mật bị mất của anh Quỳ Linh những rồi. Có Minh Linh, những rồi kìa. Mà tôi nhớ là anh Linh diễn cái tiêu mục với ai quen lắm. Diễn với ông nội tôi chứ với ai. Ừ, nên giữ hình ảnh trong nội mình đi cưng. À, thôi, khác đi. Bỏ qua tiết mục rồi đi vô đi mấy bà nội. Chán quá bởi vậy. Thôi tự biểu diễn một mình. Ừ, làm mình đi cưng. Đây, hãy xem đây. Gì vậy? Đây. Gì vậy? Gãy thần kỳ. Ồ, tác dụng gì? Tôi sẽ nhờ một vị khán giả nam có mặt ở đây cầm thử cho tôi chiếc gãy thần kỳ này. À, chàng trai rất đẹp trai. Mời anh Phi Long cầm thử cho tôi chiếc gãy này. Rồi, quéo giới tính luôn. Tôi xin giới thiệu. Chiếc gậy này là chiếc gậy phát minh chỉ có một chiếc duy nhất trên thế giới này. Gậy xác định giới tính. Nếu như là một người đàn ông thật sự cầm vào, nó sẽ thẳng như vậy. Ai dám thử không? Hề thử không? Thử đi. Còn thử không nào? Ừ. Mời anh. Ờ, bất hạnh luôn. Thôi, hồi nãy giờ là chỉ là đùa vui thôi. Bây giờ tôi xin trình diễn một màn ảo thuật ghê rợn nhất của tôi. Đây. Đây là một chiếc lồng. Bốn mặt đều trống. Chiếc mồi lửa này. Hãy xem đây. Ê, có chừng nha. Đốt phòng long phải không nội? À quên. Hãy xem đây. Ơi cháy đó. Ba la. Cháy tấm ba la. Ba la Hồ Biên. Ô, vỗ tay quý vị. Sao vui vô kết sắt gì cưng? Làm cái gì vậy? Sao nhốt nó được? Sao nhốt nó vô đó? Nó chết rồi sao? Cái gì vậy? Ê!
giết chết người đó. Từ từ nha. Ê, được không? Ê, 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 đứt chồng một nhở luôn. Ơi, trời, nhỏ chết không toàn thay. Rồi cái bộ lòng nó đâu? Ồ, 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 chết là ba chỗ. Nó chết rồi, đem đi chôn hả? Ô, không có máu. Ô, nó còn sống không? Cô gái còn sống gì ơi? Vỗ tay lên. Như vậy là tôi sắp lấy được kho báu của chính mình rồi. Yeah! Đứng lại! Đừng định đi đâu? Định đi đâu? Dượt qua bọn ta đi rồi đi. Buông tay ra! Bỏ ra! Còn ai nữa không? Còn ta. Biển Caribe. Đó. Thì ra nhà ngươi là kẻ đã gây ra tất cả mọi sóng gió, buộc ta tới đây tìm kho báu đúng không? Đúng. Chưa ai vượt qua được ba màn của ta đưa ra. Ngươi giỏi lắm. À, nếu như vậy thì trao trả báu vật cho ta. Cái gì đây? Đây là ba món quà. Món quà thứ nhất là kho báu mà ngươi đang tìm kiếm. Món quà thứ hai, một món quà vô cùng giá trị. Món quà thứ ba là một quả bom đổ chậm có thể sang bằng thành phố này. Chọn đi. Quả bom nổ chậm sang bằng cả thành phố này à? Nếu như vì mục đích của ta mà làm chết dân lành thì ta không chọn. Phải chọn à? Tôi nên chọn món quà nào thưa quý vị? Món quà nào? Thứ nhất à? Quý vị nghĩ như thế nào ạ? Quý vị? Tôi chọn món quà này. Tôi chết rồi. À,
chú lùng đứng trước mặt là tôi chưa chết. Tôi chưa chết. Có nghĩa là đây là kho báu. Kho báu. Kho báu. Con ơi, những ngày qua người ta có đối xử tệ với con không con? Người đâu có thương con người đâu mà tỏ vẻ lo lắng. Tại sao ngươi biết ta không thương con ta? Cha mẹ nào trên đời này mà không thương con chứ? Ngươi thương con sao ngươi bỏ con? Ta bỏ con ta bao giờ? Con chối hả? Xem đây. Cả mọi chuyện là do ngươi bày ra. Ngươi bắt giữ con ta. Ngươi bắt ta phải trải qua được những thử thách, những khó khăn để tìm lại được con mình. Và ngươi đã gửi cho ta chiếc điện thoại và chiếc xe điện để ta có thể vượt qua được những thử thách này. Ta đã hiểu rồi. May là ta giữ con ngươi, chứ nếu mà lọt vào tay của bọn bắt cóc buôn nội tạng là không được gặp con nó đâu. Ta đã hiểu rồi. Ta đã hiểu ra được. Trên đời này không gì quan trọng, không gì giá trị với mình bằng con cái của mình. Ta xin thề, ta sẽ bỏ hết những thói hư tật xấu, sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền nuôi dạy con của ta đàng hoàng. Chú cảm ơn con, chú về. Chú cái gì mà chú? Tôi lớn rồi. Ông bao nhiêu tuổi mà ông la lớn? Trời, 50 tuổi mà có mày dai vậy đó hả? Tôi hồi xưa cũng là trẻ bị bắt cóc. Không biết bọn bắt cóc cho tôi ăn cái gì mà tôi cao không nổi. Tôi luôn tẹt có ăn khúc à. Trời ơi, 50 tuổi mà tưởng tôi có 5 tuổi không à. Vậy là lớn rồi đó hả? Tôi mang ơn ông anh nhiều lắm. Tôi đưa con tôi về nha. Khoan, đứng lại. Sao nữa? Cuộc chơi chưa kết thúc. Hả? Chưa kết thúc? Tôi phải làm gì nữa? Còn 2 món quà, chọn đi. Không, tôi đã có con tôi bên cạnh, tôi không cần cái gì trên đời này nữa hết. Tôi không chọn. Phải chọn. Còn 2 món quà,
là xác suất gặp được trái bom rất cao. Mệt, chọn lại đi. Chọn giờ. Hả? Cái gì vậy? Ủa, chú Hề. Chú Hề ơi. Chú Hề đi đâu vậy? Mà chú Hề, đây là chị em sinh đôi với lại chú Hề, Thím Hề nè. Thím Hề đây hả? Thím Hề ra đây chi vậy? À, Thím biết là vợ chàng đã bỏ đi từ lâu rồi. Một mình chàng, một mình chàng để gà trống nuôi con, nên Thím tình nguyện về làm gà mái cục tắc để bảo vệ cho chàng. Vợ tôi hả? Thôi cho tôi đổi là chọn trái bom được không? Phải chọn. Chàng ơi. Chàng ơi. Chàng thích nè. Chàng ơi. Chàng ơi. Xin chúc mừng phần trình diễn của nghệ sĩ Gia Bảo. Sự góp mặt của nghệ sĩ lớn tuổi nhất ở đây. Dạ, 50 tuổi rồi hả chú? Bé Tiên, một tràng pháo tay dành cho bé Tiên nè. Và sự nhập vai của bé Rami cũng chính là con ruột của nghệ sĩ Gia Bảo và nghệ sĩ Thanh Hiền ạ. Và bây giờ xin mời nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đưa ra phần nhận xét của mình ạ. Linh thấy ở đây ai cũng cười sằn sặc hết. Nhất là Khả Như cười bất chấp. Em thấy vậy nè anh Bảo ơi, em có cảm giác anh giống như là phù thị thủy của chiêu trò. Đúng rồi, anh làm hết mọi thứ luôn. Em thấy bây giờ còn cái trò gì mà anh chưa chơi đâu. Mọi người có công nhận với anh một cái điều là Bảo nó thích cập nhật những cái thông tin mới. Dạ. Kể rồi, cả rồi. Ở trên đó 92 tỷ mà ông cũng lôi ra được luôn. Những cái người hỗ trợ của Bảo ngày hôm nay rất là xuất sắc. Và nhất là con của con. Tức là khi con thấy con của con là cái cảm xúc con nó sẽ khác ngay. Nó mang một cái thông điệp cho tất cả mọi người. Vì công việc, vì miếng cơm manh áo đôi khi mình quên đi cái bổn phận làm cha làm mẹ của mình. Tôi thấy nhiều người cứ con 7-8 tuổi cái đưa đi du học. Rồi xong rồi tới 18-19 tuổi về cái nó không nhìn mình. Cái lúc đó buồn khóc. Mình thấy gần nó mới được. Ba thấy là ngày hôm nay con có một cái tiểu phẩm rất là dễ thương, rất là hay. Và những cái con chưa từng thì ngày hôm nay con đã làm được. Con đã làm rất tốt cái phần thi của mình. Chúc mừng Gia Bảo. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Chú ơi, con tin rằng một ngày nào đó con Hiếu sẽ trở thành biểu tượng thời trang của toàn thế giới. Mày điên hả? Tao cắt mặt cho thông thoáng, cho mát mẻ để cho thời trang thời tiết cái gì. Chú này thiệt á, làm gì mà ba ngày nay chú dẫn con đi vòng vòng cái chỗ này, muốn không có muốn về nhà. Mày điên hả? Đang đi lạc mà tao muốn về là về hả? Mà chỗ này chỗ nào mà nó nóng á? Trời ơi, ở đây là sa mạc, không nóng sao được? Không lẽ sa mạc mày muốn có tuyết, có trượt băng nghệ thuật hả? Mặt ngoài như nóng mà còn khác nữa. Áo ảnh á. Ôi áo ảnh á, nó cũng tại vú mà mình có ngày hôm nay đó. Sao vậy? Vú nghĩ coi, tự nhiên khi không người ta đang lái máy bay ùn, vú không biết lái thì thôi, leo lên á, anh ơi cho em lái tí nhé. Người ta không cho, bay lên đùi người ta lái, bây giờ đâm đầu xuống đây rồi đó. Mày bắt đùi quá, tao có bằng thì người ta mới dám lái chứ bộ. Bằng gì? Bằng lòng. Thì người ta bằng lòng thì tao mới dám lái. Chứ tao mà có bằng lái mà người ta không bằng lòng thì làm sao mà lái được, đúng không? Mà tao không có bằng lái mà người ta không bằng lòng chắc chắn tao không được lái. Mày đừng có nói nữa, nói họ tao mày bằng mặt mà không bằng lòng á. Mà tao nói mày nghe nè, cái vấn đề là bây giờ tao đang rất là khác. Không những mày khác đâu, mà tao còn khác mà còn đói nữa. Mày giật không nắm tao. Tại sao mà tao lật ngang một cái là mày không nắm tao? Có ngày tao chấn thương sọ não như mày, tao nói với mày rồi, tao đang rất khát và rất là đói. Lần thứ hai nó không vẫn không nắm. Tao nói thiệt với mày, tao rất là khó chịu với mày nha mày. Bây giờ tao nói nè, tao rất là đói và rất là khát. Không hiểu sao luôn. Cứ tự làm khổ mình, không có ai làm gì vô đâu. Mày mắc cười quá. Trời ơi, cái gì vậy? Né chú. Bảo bảo cát kìa. Bảo cát. Đâm. Trời ơi. Chú dịnh con lại đi chú. Con, dịnh con lại. Trời ơi. Dịnh con. Dịnh con lại. Mày nắm cho tao cho chắc chú. Dịnh con nè, con mày bây giờ. Từ từ mày. Con mày bây giờ đó chú ơi. Con mày. Chú ơi, con mày nè. Trời ơi, mày bình tĩnh đi. Mày bình tĩnh đi, nắm tao lại.
Đứa nào nắm đứa nào vậy? Hên đó con, hên là không chết đó nha con. Trời đất ơi, sao thấy thân người tao nặng nặng vậy? Mày làm ơn mày giúp tao coi. Ừ. 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 Cảm ơn con. Tại vì vú ốm quá nên cát nó mới có thời cơ nó lẻn vô người vú. Chứ con mập vậy có biến cát hả chui vô người. Nè nè mày đừng có trả treo nha mày. Sẵn đây có dịp tao đứng ở đây với mày hai người tao nói cho mày biết nè. Tao nói mày nghe. Ở nhà mày trả treo với mày quen đúng không? Ở nhà mày bày đặt không lo học hành. Mày đặt đi chinh phục đi khám phá. Kêu tao chở ra Dubai rồi giờ làm cái đùng nằm ở đây nè. Tao nói thiệt với mày nha. Mày á, mấy bay lớn à mà bày đặt tụ tập đi ba đi búp. Tao là cái người khổ nhất nè. Tao làm quần quật cả ngày trời. 3-4 giờ sáng tao mới ngủ được. Già khó ngủ mà. Vừa nhắm mắt lại quay qua thấy nó cái trời ơi nó hết hồn luôn, tôi tưởng đang ở châu đốc không á. Nó như cái núi. Cái mặt nó như cái đỉnh Phan Xi Păng. Tao nói thiệt, mai mốt tao kêu ba má mày á rắn cái cáp treo lên người mày cho người ta đi tham quan. Tiền không á. Kêu dân phượt, đừng phượt đâu xa xôi á, leo lên người mày phượt á, mạo hiểm. Vô vô con mày con đi chết cho vô coi luôn. Thôi nín đi. Bạn cứ vô là vô mày vô chỗ ở ngoài à. Thôi mày đừng có khóc nữa, mày đừng có ngốc nín đi. Trời mình khóc mày xấu quá. Thiệt luôn quá. Bây giờ làm sao? Cho hết nóng bây giờ hay vô. Trời đất ơi, bà lão đi đâu đây? Anh phải bà lão. Chứ cái gì? Con lạc đà. Không, không phải lạc đà đâu. Cây xương rồng á. Nói cái gì vậy? Con lạc đà biết nói. Nói cái gì? Ai, cây xương rồng biết nói kìa. Người ơi, được cứu rồi. Cô quay cô đi đâu đây? Quay quảng cáo. Trời ơi, trời ơi. Đằng phim cô đâu? Ở bài. Rồi cô vô đây làm gì? Đi lạc. Lạc đi lạc. Con đánh nè. Không, mày để tao. Để con đánh. Mày để tao. Mày để tao. Mất tao đánh mày. Anh đánh đâu. Mày không đánh cho mày. Mày. Mày để tao. Lên gối mày. Mấy người kỳ ghê á. Tôi đi đâu kệ tôi. Cát đi đâu tôi đi theo đó. Gió bay đi đâu tôi đi theo đó. Đó cát bay vô mắt tôi đó. Nhìn gì? Thôi lạc đà đi đây. Con nói là con lạc đà mà vô con ghẹ ngọn. Mệt quá, ở đây đây con chết quá. Bây giờ nói nghe nè, coi trong ba lô còn miếng nước nào không lấy ra uống con. Hết nước luôn rồi. Hết nước luôn rồi. Nè cầm này ơi. Ê mày uống gì ngon nhỉ? Tiếng ơi. Nước mắm. Cố hậu. Ê, ê, nó nghe nè. Mày để từ từ coi. Cô ủa, để tao hỏi nó coi. Ủa mày thiếu dây hay sao mày không đưa tao xuống đất vậy mày? Nó nghe nè. Cô hộ, tụi tôi bị lạc ở sa mạc này 3 ngày 3 đêm, làm ơn cứu giùm đi. Bị lạc hả? Ừ. Khỏe không? Không khỏe lắm. Còn đứng là còn khỏe đó. Nó nghe nè, mệt dữ lắm rồi. Con quỳ là còn khỏe đó. Rồi à, rồi tụi bay chết rồi, tao cứu làm chi? Ê! Cô! Làm ơn cứu giùm đi! Để tao hỏi, từ từ đi, nó rối quá à. Tao hỏi cái coi. Ừ.
thằng nó đang gặp sự cố xíu. Sao sao không đi? Hỏi hỏi cái gì? Gần đây có chỗ nào đổ xăng không? Nó đổ. Tao quay vòng vòng tao không biết nói chuyện với ai luôn đó. Mày phải giữ cái mặt nó lại chứ. Mày để tao. Mày đừng. Bây giờ tụi mày quýnh nhau. Tao đi nha. Mày buông. Nhu đánh con. Mày đánh con. Mày buông. Nhu đánh con. Mày đánh. Thôi. Tụi mày sung quá. Tao đi à. Nó xuống tao cứu mà. Làm ơn. Nó nghe nè. Mày quay cái mặt tao ra coi. Tao quay vô trong không tao nói chuyện được. Đó rồi đó. Ừ vậy đó. Rồi bây giờ sao? Muốn gì? Trình bày tôi nghe. Cứu tụi tôi đi. Cứu. Đuối lắm rồi. Bây giờ tôi là chỉ tôi là y tá. Đi vòng vòng sa mạc này để trị bệnh dạo thôi. Chứ tôi không có chức năng mà cứu người. Tôi sợ bị gầy lắm. Vậy bây giờ làm ơn giúp tôi. Ông có bệnh đó để tôi trị bệnh cho ông. À có bệnh. Cứu. Cứu liền đi được về lúc. Rồi sao rồi nhớ tới. Thì cô kịp ẩm cái thằng này lên cái coi. Dây nó không đủ rồi phải chịu chứ. Giúp đi. Nghe coi rồi nè. Thôi để tôi gờ luôn nha. Thôi vậy đi. Thôi sòm xuống đây. Cuối rồi. Thôi. Nghĩ á, hỏi là bác sĩ luôn. Nói nghe nè. Tim gì đâu mà đập giống như là cái vàng âm thanh mà đi say nó đánh gì đó. Nói nghe nè. Tôi bị bệnh gì? Mày là bị tim đang sinh thì phải á. Tim nhảy múa đó hiểu không? Nó nghe nè. Cái gì? Bây giờ bỏ tôi qua bên thì không quan trọng nữa. Còn kia ai? Quan trọng là nhỏ cháu tôi nè. Cái gì? Làm ơn khám giùm nó đi. Nó là con người hả? Chứ nó là con hà mã không? Ủa lẽ hồi xưa bà nội tôi nói là quái vật trong truyền thuyết là có thiệt hay sao? Trời ơi, trời ơi. Làm ơn khám giùm nhỏ cháu tôi đi. Rồi bị gì? Bây giờ khám bệnh nha. Khám bệnh thì bể nó lên cái coi. Tôi quay qua đây tao phải có gì. Đó. Khám lên đây. Nó nghe nè. Leo lưng của chú đi. Leo lên. Leo lên tao khám bệnh nhanh coi. Trời ơi. Đợi này. Tôi không biết sao tôi khám bệnh được luôn á thiệt. Muốn mất thở luôn vậy trời. Nó nghe nè. Làm ơn nó, ông coi cái mặt đó coi. Nói chứ con bị khô cổ. Bị khô cổ phải không? Ừ. Triệu chứng bệnh biết rồi. Bây giờ đi vòng vòng sa mạc kiếm cái tiệm tạp hóa, mua chai nước suối uống vô hết bệnh. Đó, dễ lắm. Cô nó cũng đánh mà chứ cô mày đe con. Sao đánh con đánh vô đi. Đùa mày đánh tao nữa. Cô ra vô ngày không á. Mày đánh tao hoài vậy. Hả? Thôi. Sao con nhỏ này nó là con nít mà nó hổn thiệt á. Mày quá đi tao chỉ mày tao chửi thôi. Mày á, con nít là phải biết tôn trọng người lớn. Mày gặp người lớn, cái ông kia đâu? Cái ông đâu rồi? Ông qua đây. Ông qua đây. Ông là người lớn, con nít nó có cái gì dạ dỗ nó. À. Đằng này con quýnh lộn nó. Xin lỗi. Đồng trang phải lứa à? Xin lỗi. Đó, bây giờ vậy. Hai người ôm. Làm gì chú? Tao phụ thôi nè. Ok à. Ok. Mày hành tao hơi nhiều rồi đó. Ok. Bây giờ tôi phải làm gì giờ? Bây giờ tôi phải làm gì giờ? Bây giờ hai đứa ôm nhau thấm thiết coi. Trời ơi. Rồi. Sao nó ôm sao? Chóng mặt vậy trời. Mày giữ tao lại coi. Ok xin lỗi anh. Xin lỗi anh. Quay vòng vòng ngoài. Bây giờ sao nữa anh? Hai đứa ôm nhau thấm thiết. Rồi. Bắt tay giao cho nhau nụ hôn nồng nàn. Rồi. Quê nghe chưa? Rồi quê. Rồi thôi, ta đi đây. Ok, máy bay anh. Rồi. Rồi, okay. Lên. Máy bay anh nha. Thôi. Máy bay anh. Đưa lên đây. Máy bay anh. Đi nha. Dạ, trong mặt quá. Cái gì? Ở đây nó có cái gì anh? Ở đây có bộ lạc thịt người đó. Ừ, để ý kỹ nha. Trời ơi. Cái gì vậy? Ở đây ông nói có bộ lạc ăn thịt người. Bình tĩnh.
Ê! Ê! À, trời ơi! Bóp! Ê! Ê! Quay, quay, quay! Đi, 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 Làm ơn cứu tao đi. Trốn bọn này nó mệt lắm. Đi, đi, đi. Mày! 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 Vô rồi, vô rồi! Mày! Mày! Vô! 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 Mày! Vô! Chạy đi! Trốn mày! Chạy đi! Ê! Mày! 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 Vô rồi! Vô! Vô chạy nhanh về nói với ba má con là con yêu ba má con nha vô! Dừng lại! Gia đình con ba mẹ mày nữa làm chi mày ra nha, mày không có ngoan đâu, mày thích chinh phục, mày thích khám phá, nhưng mà mày chưa bao giờ hiểu được cái ý nghĩa chân chính của nó. Tụi bay háo thắng, tụi bay lệch lạc. Tao nói mày nghe nè, muốn chinh phục, muốn thành nhân là tụi bay phải biết hiếu thảo, tao mà. Ây vô, mày vô, con biết lỗi rồi, con biết lỗi rồi, mày vô. Tao chưa chết đâu. Mày, mày có hối hận không? Cái hối hận mà. Muộn rồi con. Vô, vô ơi. Ở đâu mày? Mày điên hả? Chứng minh chứ. Mày đã đừng ngủ xíu đâu. Vào. Mày điên cái gì vậy? Tao trong ngủ chút xíu đi, tí trực thăng lại nước. Gì? Trực thăng gì nước mình? Chưa đâu. Thầy cho tao tức dữ lắm tao. Cũng tại mày không á. Nhìn tay con. Tao tức lắm thiệt, mày tất cả này tao bày ra. Nguyên trò lạc này tao bày ra cho mày thay đổi cái quan điểm của mày. Mày chưa bao giờ mày hiểu ba má mày nhà sao luôn á. Tao là chú mày mà tao còn thương mày mà muốn chi ba má mày. Tao muốn kìa. Đâu mà tức chứ chứ. Tao dùng hết nguyên cái sự nghiệp mà ở đời của tao, tao bày ra trò này. Tao cho mấy đứa bộ lạc đó, nó vô đây ở hai tuần lễ quen bối cảnh gì mới tốt vậy á. À cô đi lại là tao lo tiền đâu chịu nổi vì sao. Tao biết sao tao có tâm vậy luôn.
Mày đừng có nói về nữa, bây giờ mày hối hận rồi đúng không? À, con muốn về nhà. Ở đây nóng lắm đúng không? À. Thì bây giờ trực thăng tới rồi về. Đi. Sao? Tới rồi kìa. Chứ con chảy mướn cái trực thăng này nữa. Tiền không phải mua cây cưa 40.000 bạc. Cứ lộ con hoài. Ê! Đi về! Ê! Về! Ê! Về! 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 Ê! Sĩ ơi! Trực thăng vậy chở sao hết vô đây người về? Để lần sau về sau nha! Đi con! Ê! 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 Hôm nay là tốt nghiệp người trong giang hồ. Yeah! Ê, 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 ê. Và sau đây là lễ trao bằng tốt nghiệp, xin được phép bắt đầu. Ê. Ê, ê. Ê, đây, chúc mừng nha, chúng ta lên, chúng ta lên. Dạ. Chúc mừng nha, chúng ta lên, chúng ta lên. Chúc mừng nha, chúng ta lên. Khoan. Ủa gì kỳ vậy? Hả? Sức mình anh thắng có bằng à? Còn bằng em đâu? Có gì đâu có hiểu, nó bỏ tiền ra nó mua bằng đó. Wow! Và kể từ ngày hôm nay, chúng ta chính thức tốt nghiệp rồi! Yeah! Yeah, đúng rồi! Ba chú đã tốt nghiệp rồi, vậy bây giờ ba chú có địa bàn để quản lý chưa? Dạ chưa! Ê, biết mà, mới tốt nghiệp sao có địa bàn quản lý đúng không? Anh đã chuẩn bị cho ba chú vài địa bàn, bây giờ hãy xem Catolo! Đây là địa bàn đầu tiên. Địa bàn này còn là đầu trâu mặt ngựa và rất là nhiều hổ báo. Wow! Anh không cần nói em cũng biết nơi này rất là nhiều hổ báo. Tại sao mày biết? Anh đi sở thú mà anh. Ồ, không lẽ vô chọn em thu tiền mấy con súc vậy? Anh Cường! Anh sai rồi! Thôi! Qua địa bàn thứ hai đi! Địa bàn này là địa bàn tập trung toàn là những người có máu điên không cơ. Wow! Anh không nói em cúi ở đây nhiều người máu điên luôn á. Sao mày biết? Ở đây trại tâm thần mà. Em vô đó biết chừng nào em mới được ra đây anh. Anh Cường! Anh sai rồi! Yeah, anh giỡn thôi. Qua địa bàn thứ ba. Đây! Địa bàn này rất là giàu có. Và địa bàn này được mang tên Làng Quơ Quân. Wow! Làng quờ quờ! Quờ quờ có nghĩa là quần quật đúng không anh? Mày quần quật á, ba thằng mày quần quật cả cuộc đời luôn á. Wow! Anh Cường! Em sai rồi! Làng quờ quờ tức nghĩa là cái tên viết tắt của làng quờ quờ, hiểu không? Còn muốn biết gì sao đó quờ quờ thì tới đó sẽ biết à! Được! Vậy thì ba tụi em sẽ cùng nhau xuống!
đảng làng quờ quờ ơi. Quang Quỳnh Quý Què em con quỷ, nào chúng ta cùng quỷ. Là con gái phải xinh. Thôi, má sao mặt hả mấy má? Hãy nói cho ta biết, con nào biên đạo cái động tác mà nghèo nàn lạc hậu mà thiếu chuyên môn, thiếu nghệ thuật như vậy? Con nào? Là má đó. Không dễ thương việc đáng yêu mấy má à? Nè, nào chị em chúng ta hãy cùng vui hội ngày mùa đi nào. Quang đã. Ôi, tiếng ai văng vẳng ngoài cổng làng vậy? Người trong giang hồ. Wow. Chẳng hay danh ca nào vô làng em hát bolero vậy? Ta xin tự giới thiệu, ta chính là Lâm Thắng. Wow, Lâm Thắng mà giang hồ hay đồn đây. Lâm Thắng có nghĩa là nhờ thằng Lâm mày mới thắng. À, vậy có nghĩa là hôm nay tao không thắng là cũng tại thằng Lâm? Không, tại Quỳnh Lập. Nói chung tại ai cũng được. Hôm nay tao đến đây để thu tiền bảo kê. Tao không sợ. Mày không sợ? Trời ơi, thu tiền bảo kê. Em có một cái băng mà ghê gớm hơn, dễ sợ hơn. Cái băng này bảo vệ em ngày và đêm. Bởi vì em muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi ơi. Mà em vẫn muốn được tươi cười, mà sao vẫn thấy khó ghế, không được an toàn. Rồi có cái băng này em luôn tự tin, luôn luôn về chính mình, mặc quần đẹp xinh, làm mọi điều em muốn. Lúc em gọi là bạn thân em có băng dễ xảy. Mày có chắc là mày không sợ không? Không sợ. Được, vậy thì để tao thử coi mày có sợ không. Ê! Trời ơi, chỉ là ba con dao thôi mà. Giặt đến nhà đàn bà cũng đánh. Này hỡi chị em, trong bóng chiều nay, sống trong lòng mẹ. Đủ chưa? Hát đủ chưa? Mày hèn hạ vậy, mày không cứu tao mày. Mày gì vẫn mặt hả? Đứng lên. Dạ. Tiền tao đâu? Em không có tiền. Mày làm nghề gì mà không có tiền? Cái nghề của em nói không được mà phải hát. Hát đi. Dạ. Quê hương Đồng Nai chào đón một người con rất hài. Rồi. Cái gì mà có một bài một hát từ bản triển vọng qua bản tài năng vậy cha? Dốt nát. Mới nghe có khúc đầu, chưa nghe khúc sau mà lãnh lãnh cái miệng à. Hát tiếp đi. Quê hương Đồng Nai chào đón một người con rất hài. Diễn hài, diễn hài. Diễn hài không vui nên về đây đầm bóp giặt hơn. Đầm bóp giặt hơn. Thì ra ba đứa bay đấm bóp giác hơi. Đúng, đấm bóp giác hơi chú em có rất nhiều tiện lợi. Và bây giờ xin anh để tham khảo cái menu của đấm bóp giác hơi tụi em. Díp 1 làm nhột lắm nha. Díp 2 lai rai tới sáng. Díp 3 la la tới tối. Díp 4 bị thốn lắm nha. Díp 5 tao đâm mày à. Đừng có đâm em. Em không có tiền. Vậy bây giờ mày làm hay mày nói? Dạ bây giờ không có tiền nha, em sẽ đấm bóp giác hơi để thay cái tiền đó được không? Được, được. Làm đi. Này hỏi chị em, vô làm nào. Bộ ba tam hợp, bắt đầu. Trèo lên à lên, trèo lên, trèo lên à lên, trèo lên à, trèo lên. Vừa vào làng chưa thu được tiền, đấm bóp vết hơi một chút thôi thì đã dính bầu rồi. Em ơi đừng khóc nữa, anh sẽ vì em làm cha thằng bé. Hãy mạnh mẽ lên anh đó nha, anh hư lắm. Đừng có nhõng nhẽo nữa mà cô gái bé nhỏ của anh. Anh ơi, nếu tụi mình sinh một đứa thì đặt tên gì anh? Anh đặt là tên Quân. Cái gì Quân? Quán Quân. Vậy nếu sinh đôi thì sao hả anh? Dư sức Quán Quân. Vậy còn sinh ba? Mày heo quá đẻ dữ vậy. Mới massage mà đòi đẻ ba rồi hả? Thôi đi. Thôi đi.
mấy người mới thôi đó. Ba đứa bay đó sao? Gì mà mới massage cho người ta một chút thôi làm người ta có bầu là sao? Hả? Có bầu là sao? Trời ơi, cái bầu này cái bầu ozone ba ơi. Bầu rượu. Bầu ơi, thương lấy đi cùng chứ rằng hết giống như chung một vàng. Dạ đúng rồi, chứ không phải là cái bầu này. Ba đứa bay nữa nha. Làm tao thích à. Yeah. Bây giờ làm sao? Dù tao thích tao vẫn thu tiền, đưa tiền bảo kê đây. Em không có tiền. Chứ ai mới có? Gia quyến em có. Ai? Mượn mượn. 0903333333 ơi. Ơi, chưa nghe luôn á trời. Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa. Ba sẽ là cánh hoa cho con cài lên mộc. Ba mẹ ơi, ba ơi, con là người mà ba sinh ra nè, sao ba không thương con mà ba thương nó? Mày tránh ra đi. Tại vì tao đang lẫn con tao mà chui vô mà chính giành vị trí của nó hả? Đồ khùng. Con ai ăn hiếp con vậy? Nó ăn hiếp con hả? Ờ. Ê mày có biết gia đình ta là gia đình giang hồ không? Cái gì? Giang hồ khu vực này. Ông nói mày là giang hồ. Đúng. Tôi không tin. Mày không tin à? Nè, giang hồ là phải có xăm, đúng không? Xăm gì? Xăm. Bà xã. Có nương tử. Hả? Cái gì? Nương tử hả? Ồ, ok nương tử. Qua đưa xăm cho nó coi. Mày muốn xăm à? Xăm gì? Xăm mía lao nằm nhọc trời uống không? Bà tào lao như cái da xăm bí đao vậy đó. Bà đi vô mà tôi đi. Tôi quải con nương tử này ghê luôn á. Bà tránh ra chỗ khác đi. Xăm lĩ nó là xăm mình đó. Xăm mình ở đâu? Đây, nhìn cho kỹ vô. Xăm hơi nhỏ chữ nha. Thấy không? Cái tay chứ mà cái iPhone. Đồ khùng phải đưa con mắt sát cho coi. Anh xăm gì ạ? Xăm cái chữ tạ. Chữ tạ. Đúng. Ta này xăm tạ vậy chắc chắn ta này sẽ xăm chữ thủy. Thủy tạ. Thủy tạ ông nội mới thủy tạ. Tự nhiên mắc mớ xăm thủy tạ. Vô di vô cùng. Xăm tạ gì ạ? Xăm là có lý do của nó, đừng có hỏi nhiều quá. Con. Bà. Nó ăn hiếp con sao vậy con? Trời ơi, bên đi. Anh bảo bên đi. Anh bảo bên đi. Mày. Mày mới gặp con ta tự nhiên mày bảo nó bên đi. Mày bảo đây. Không, không phải à? Cái gì? Ê, nó bảo bên đê, con nó hiếp, nó bảo bên đê. Hiếp bên đê. Ê, mày bảo nó bên đê rồi mày đòi hiếp nó luôn. Sao? Không phải luôn. Sao? Vô đây bảo kê rồi cái ăn hiếp con. Sao cái giọng con kỳ vậy? Con vọng vẻo á. Con vọng vẻo á. Ôi, tục tưng của ba tục tưng. Thôi, nựng cái gì mà nhức quá vậy? À, ba lỡ tay, ba lỡ tay. Dạ. Ôi, ba xin lỗi con nha. Đừng có giận ba nha con nha. Nè, tôi nói cho anh biết hay chưa? Con tôi nó rất là mong manh dễ vỡ. Ăn hiếp nó một cái lỡ nó khóc 3 ngày 3 đêm. Anh nhắm, anh có nuôi nổi nó không? Cái ba, gì? Con khóc nè. Con đừng có khóc. Cái mặt nó sáng ngời liền. Ở cái gia đình này nó phi lý quá à. Phi lý gì? Ở làm gì có vụ con nít mà chơi tạ? Con nít nhà tôi nó vậy đó, hỏi làm chi? À, tôi không tin luôn á. Không tin phải không? Tôi làm cho tin. Có thể cho ba mượn cục tạ được không con? Ừ, cảm ơn con nha. Lộn lại chắc lên. Cái lên. Hey. Cái mặt nó sáng ngời liền luôn. Ê, có bộ trò chơi hợp lý quá, cho tôi chơi với được không? Trò chơi hả? Ờ. Rồi qua chơi với con. Bạn á bạn. Ê, cho mình chơi chung nha. Cho nè. Cảm ơn bạn. Hey. Mất dạy. Dạ. Đồ chơi con ta mắc gì mà dục. Con khóc con. Chạy ra lắm. Chạy ra lắm. Chú ơi, chị em trai lấy luôn rồi. Chết cha còn chị em trai lấy luôn. Rồi bây giờ, rồi, rồi. Đó là lý do tại sao tay tôi xăm chữ tạ. Wow. Wow. Tao có lý do xăm chữ tạ thôi. Bây giờ tạ gì cũng được, tôi không giỡn mặt với gia đình mấy người nữa. Bây giờ có tiền đưa ra đây, còn không thì đừng có. Có không thì coi chừng tôi. Tao coi chừng anh nè, coi chừng mà nói cũng không được nè. Lâu lâu phải dám chứ. Được, được, giang hồ kiểu này được. Đưa điện thoại đi bà. Tôi gọi một cái nó hết hồn, gia quyến tôi ra hình xử hơi bị dữ đó. 0903333 má à. À. Chưa nghe luôn. Hãy subscribe.
tuổi thọ tỷ Nam Sơn, sống hơn muôn loài thú. Chúc mừng nha, mãi mãi cường tồn, mãi mãi phồn vinh. Hurra, hurra, hurra. Hurra bà nội tôi bay. Hả? Tao nằm dưới đen như chó già, không có cái nào đỡ tao lên đó đó. Hurra, hurra. Gì đâu mà mãi mãi phồn vinh. Tụi bay mãi mãi thần kinh thì có. Dù vậy tao cũng mấy tuổi, nó quăng tao như con không đẻ vậy. Nè, tôi nói cho hai người biết nha, tôi đến đây là để thu tiền bảo kê. Ê mày ngu, mày tự tán mày mày thích tự xử gì đó. Ủa mà tại sao vậy, tại sao lại tán tôi? Mày mất dạy, mày nói chuyện với người lớn mà mày không dạ thưa lễ phép gì hết à? Dạ con thưa ông, con thưa bà. Hên quá, không ai tát luôn. Ủa mắc mới gì mà tự nhiên tán nữa? Mày mất nhận thức về giới tính, mày nghĩ sao mày kêu tao bằng bà? Nghĩ sao kêu tao bằng ông? Dạ, con thưa bà, con thưa ông, con đến đây để thu tiền bảo kê. Giờ tao không có tiền mặt, tao có cái tiền án, mày lấy không? Tiền án là tiền gì? Cái tiền án tao đi ăn cắp được cái hũ vàng Ai Cập, nó quý dữ lắm. Vậy là lời đồn có thật, trong cái làng này có vàng giang. Bà ơi, ông ơi, quên vậy, vậy ông. Mày nói bà nó tao tán, mày sắp mặt nữa nha. Hai ông bà là còn rối loạn giới tính luôn. Bây giờ ông bà có tiền đưa con, có vàng đưa cũng được. Được, bây giờ có hũ vàng thì tao đưa cho mày cũng được thôi. Nhưng mà mày phải xứng đáng mới được, hiểu không? Những ai xứng đáng có hũ vàng đó là những người đó phải tài năng. Bây giờ mày chứng minh coi mày có tài năng hay không. Mày thuyết phục tao tin mày đi, mày mới xứng đáng trong bảng tài năng. Còn nếu như mày không thuyết phục được thì ban tổ chức sắp lộn bảng. Lộn bảng. Ê, muốn tôi thể hiện tài năng thôi chứ gì. Bây giờ mời mọi người lùi vô một bước. Được, kính thưa bà con cô bác, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần dịch vụ bảo kê chọn gói. Gói đầu tiên chúng ta sẽ đến với làm giang hồ thì phải giặt đồ. Ê tào lao, làm giang hồ mất mớ gì phải giặt đồ mày? Bởi vì thiếu hiểu biết, bởi vì tụi con là dân bụi đời. Mỗi lần tụi con bước ra đời là tụi con gặp bụi. Bụi cây, bụi tre, bụi trúc, bụi cỏ, bụi phấn bay bay trên tóc thầy. Khi thầy biết bài những tóc vui hát không hay vô cái đời đi má. Từ từ. Vậy bởi chính từ đó tụi con rất sợ dơ. Tụi con thấy dơ tụi con sẽ giặt. Từ đó ra gói dịch vụ làm giang hồ thì phải biết giặt đồ. Muốn làm giang hồ thì phải giặt đồ. Sao giặt cho hết? Thì mày đòi đồ thì đưa cho mày. Mày đòi. Tụi bay ác vừa vừa thôi, nghĩ sao đem đóng đồ cái làng cho ba đứa đó giặt. Nó giặt sao hết? Nè con quần xà lõn giặt giùm ông luôn con. Tôi nói ông nghe là ông ác nhất ở làng này đó ông. Nhưng mọi người yên tâm đi, với đóng đồ này chúng ta không giặt hết. Nhưng không sao, từ đóng đồ này chúng ta sẽ liên kết vào gói thứ hai. Gói thứ hai được mang tên làm giang hồ thì phải biết may đồ. Sao may đồ liên quan gì tới giang hồ? Lại thiếu hiểu biết. Chúng ta tại sao chúng ta làm giang hồ, chúng ta phải mai đồ, mai giá, mai kim, mai máy, mai nay mốt nọ em đi lấy. Thôi vô đi mà lại. Từ từ, bây giờ chúng ta sẽ mai đồ. Cái này mà còn chần chừ nữa, hãy lập bàn máy mai đi nào. Dạ. Kính thưa quý vị, đây chính là chiếc quần độ mông hiệu bàn trong được mai bằng chỉ bê tông. Wow! Cái quần này có công dụng gì đây? Cái quần này rất nhiều công dụng. Hãy xem đây. Bây giờ ta sẽ là tướng cướp. Đi giật đồ. Hey! Bà con là trai nào giật đồ của tao đi, xe xe đụng đi tàu tàu nhiệt. Ở nhà nhà trai, mày có vợ vợ mày ngoại tình, mày có chồng chồng mà đi ra trai. Giật chiếc dép. Hey! Ăn cướp, đứng lại. Tao có một con dao, mày có một cái quân. Gãi con dao, cái gì mà hay quá vậy? Quân độn mông, hiệu bàn trong, đúc bằng bê tông. Quân độn mông, hiệu bàn trong, đúc bằng bê tông. Không lo lũng mông, quân độn mông, hiệu bàn trong, đúc bằng bê tông. Không lo lũng mông. Trời ơi, hồi hộp
còn cái gì nữa không? Còn chứ, chúng ta sẽ đến gói thứ ba là làm giang hồ thì phải biết đan tre mày lát. Tào lao làm giang hồ mắc mới tới đan tre mày lát. Được rồi, bây giờ mọi người muốn biết công dụng của nó như thế nào thì bây giờ trong làng này phải có một người chết thử đi. Cái làng này từ xưa giờ chưa ai chết hết. Làng là làng Trường Thọ. Thì bấy mới kêu chết thử đi, thử một lần biết vui lắm. Bây giờ ai đồng ý thử bước lên một bước. Ông đông sân thành làm giới phải thế. À, tôi bay lên đi. Lũ con cháu mất dạy, thằng nào nó khóa chốt tôi lui không có được nè. Ông à, ông hãy bình tĩnh đi. Con sẽ xem ông như là người thử đầu tiên. Tại đó con hồ lý, thuốc mê. Trời ơi, thuốc mê, nghĩ sao chụp thuốc mê tôi. Thuốc mê của bệnh viện tôi còn chưa xỉu. Nghĩ sao thuốc mê tôi bay tao. Ôi, cha. Cha ơi, cha chết rồi. Và từ đó cái ghế này đã thuộc về tôi. Nội tôi chết rồi, đừng có chơi bập bên nữa. Trời ơi, nội tôi cong quéo như vậy rồi, cái tráp nào vừa bả. Đừng lo, chính vì vậy thì đang tre mai lát mới có chỗ sử dụng chứ. Trời ơi, như vậy chừng nào nội mới hết thuốc mê thì nội sống vậy đây. Theo truyền thuyết kể rằng, có một hòn đá hấp thụ tinh hoa của trời đất, trải qua ngàn năm, hòn đá nổ ra một con khỉ, đó được gọi là Tôn Ngộ Không. Sao tôi thể hiện tài năng nãy giờ mọi người không chịu công nhận, mà mọi người nói tôi là á quân hoài vậy? Tại điều đó xứng đáng với con. Từ trước tới bây giờ nha, tao chưa thấy giang hồ nào mà tài năng tào lao như ba đứa bay hết trơn á. Tài năng gì mà cứ như nữ canh gia trong gì, nữ chào công gia chánh. Thấy không? Tao mới chết bất tử, tao tỉnh dậy tao bị loạn não mà biết không? Đó, với lại á, ở đây không cần bảo kê, bảo kiếp gì hết trơn á, trời á. Đi. Ừ mà quên, nhờ ba đứa bay cho tao thấy con của tao á. Nó có hiếu nè, tao thấy nó chết, tao chết cái nó buồn, nó khóc nè, phải không con? Con không có khóc gì mà. Sao vậy? Con tiếc cái ghế. Tối ngày nó me cái gai vàng tao biết à. Nè, đủ rồi nha. Nãy giờ tôi giỡn chơi mọi người thôi. Mọi người làm lì đúng không? Vậy thì tôi không nể tình nữa đâu, lên đi. Đây, không nể tình rồi làm gì tụi tôi. Ê, đừng có xem thường cái làng quờ quờ của tụi tôi nghe không. Mấy đứa, vào vị trí. Áo quân võ môn trận. Tam tay hùng dẫn. Con đợi phải cái tam tay này hay không? Con đã cúng sao rồi, nội yên tâm. Được, sáp lá cà. Vô. Là bài học dành cho ba đứa. Mấy đứa còn non dữ lắm, đẩy tao qua bên kia. Ha, đây, tôi nói cho mấy người biết. Từ nãy mấy người nói là tôi biết á, đại ca của mấy người là Dương Cường rồi ha. Dương Cường từng ở cái làng này. Những cái nghề mà nó dạy cho ba đứa là những hoạt động và cái nghề của cái làng này. Ha, tôi nghĩ là các cậu nên gác kiếm đi. Giang hồ nguy hiểm dữ lắm. Còn đây, đây là tiền. Mà cái tiền này á, không phải là tiền bảo kê nha. Cái tiền này là tiền chữa vết thương cho ba cậu á. Đem về mà điều trị đi. Nên nhớ, hoàn lương là tốt nhất nghe không. Còn tất cả người dân ở làng quơ quơ. Dạ. Giải tán mưu sinh. Anh Thắng, anh sao rồi? Em sẽ trả thù giùm anh. Dạ anh, đứng lại. Họ đánh mình là đúng mà. Đúng, đúng chỗ nào? Họ đánh để cho tụi mình tỉnh ra. Anh Thắng nói đúng rồi đó. Mày không thấy hả? Người ta đánh mình có bị gì đâu. Tại vì người ta còn cho tiền mình chữa trị nữa kìa. Không phải người tốt chứ lại gì.
Hai đứa à, anh đã hiểu ra rồi. Ở trong làng này họ rất là giàu. Họ có tiền bạc gì đâu mà giàu. Nhưng họ giàu tình cảm, giàu nghĩa khí. Đi, anh em chúng ta cùng vào làng, xin họ cho chúng ta được ở lại đây. Đi, đi. Nhóm Michael, vô càng quét tụi nó hết cho tao. Hả? Nhớ. Mày vừa nói gì, mày vô đây mày cướp cái làng này à? Mày đến giờ này là muộn rồi. Vậy chúng tao đi mấy giờ mới gọi là đúng giờ? 21 giờ truyền hình trực tiếp. Tao thích đi trễ được không? Mày đi trễ sẽ không có chỗ ngồi đẹp để coi. Một khi tao đã đứng trên đất sân khấu này thì tao không cần thiết phải ngồi ở dưới làm gì hết trơn hết trọi gì cả. Mày giỡn mặt với tao à? Mày nghe mày nói bảnh lắm phải không? Mày bảnh lắm đúng không? Bảnh là tên ở nhà, tên của tao là Phước Đầu Khó. Thì ra nó tên là Phước Đầu Chó. Cái gì vậy mày? Sao bị gì? Sao mày ám chỉ tao với con động vật bốn chân đó? Tao bị xuyễn. Xuyễn thuốc. Áo. Thuốc. Tao nhảy đi. Chờ tụi mày đem tới tao tắt thở luôn rồi. Tao tỉnh rồi mày. Bây giờ mày muốn cái gì? Mày làm mất thời gian của tao nhiều rồi đó. Mày mới làm mất thời gian của tao đó. Tao nghe nói cái làng quờ quờ này rất là giàu có. Tao muốn vô đây cướp. Mày muốn cướp à? Mày muốn cướp thì bước qua xác của tao. Còn tụi tao nữa. Hai đứa đi vô trong đó bảo vệ dân làng. Không được Thắng ơi. Thắng. Đi đi. Không có được mà. Đi đi, đi. Dạ. Muốn bước qua xác của mày. Phải. Được. Chơi đó. Xác của mày hả? Dễ lắm. Tụi bay vô càng quét hết cái làng quần quần này cho tao. Dừng tay chân miệng lại. Lão Phật gia liễu tới. Thắng. Tụi bay quá xem thường cái làng quần quần của ta. Cái làng này nghèo được cái trời ban ăn cướp vô hơi nhiều ha. Được, hãy xem đây. Vệ sinh lớp hợp bích. Ôi, đồ gì? Thôi đồ lên mà. Đánh bom liều chết, mất nết bất ngờ. Tao biết rồi, tao biết cái gia đình này. Tụi bay biết gia đình gì không? Đây là gia đình phép thuật. Cái đó phim truyền hình mà. Lộn. Tao biết rồi. Đây là gia đình quơ quơ. Quy ẩn nào giờ gặp lại bất ngờ. Ủa vậy đây là bãi biển Cần Giờ à, thư giữ không? Được, anh em tụi bay rút. Đúng rồi. Bay rút lẹo. Đi chơi. Yeah. Ông mọi người ơi, vậy tất cả mọi người ở đây là ai? Mà tại sao cái nhóm Michael nó sợ mọi người vậy? Thật ra ngày xưa tụi ta cũng là giang hồ thứ thiệt. Nhưng mà bây giờ ẩn danh lui về cái làng quờ quờ này sinh sống, hoàn lương làm ăn đó con. Đúng, quờ quờ có nghĩa là quán quân. Chí dụ như bà nội của ta đã đạt được cái cuộc thi mà trong võ lâm cũng đạt giải quán quân. Ông nội của ta cũng thi một cuộc thi kia cũng đạt giải quán quân. Còn ta cũng thi một cuộc thi nọ nọ cũng được giải quán quân. Ồ, thì ra làng quần ở đây là làng quán quân à? Đúng. Vậy con bước vào làng này, con sẽ trở thành quán quân. Không con, á quân chẳng ở được con à. Ai vậy? Mày à, mày đừng có nhìn tao. Mày nhìn tao mày có hôn đó. Mày đi. Nhưng mà hãy yên tâm đi, trong cái làng quờ quờ này sẽ xây một cái am nho nhỏ được mang tên là A quờ cho hai người ở chung. Ơi, nhục chưa?
ta nói cho con biết, tụi ta chấp nhận cho con ở đây. Tuy là con không phải là thành viên chính thức của làng WW, nhưng ít ra trong mắt của người khác, con cũng đã WW trong lòng của họ rồi. Con cảm ơn tất cả mọi người. Vậy thì con hứa với mọi người, kể từ ngày hôm nay, con sẽ rửa tay gác kim, thoát kiếp giang hồ. Được lắm. Cho tôi hỏi chuyện gì vừa xảy ra ở đây không? Cái gì mới ra đánh dữ vậy? Anh ơi, mà dân khu này dữ thiệt anh. Đúng. Ghê thiệt. Phải ghê như vậy mới xứng đáng cho 2-3 ngày qua anh em chúng ta ở đây để học hỏi, để trở thành người trong giang hồ. Quá! Anh Cường! Sao tự nhiên đánh em vậy? Mày nhây, tao giận chào một lần thôi, đừng có nhây như vậy. Dạ, em biết rồi anh. Anh ơi, hồi nãy đã lắm anh. Em tận mắt chứng kiến thấy hai băng giang hồ đánh nhau đã hơn là đã luôn. Đúng rồi anh. Một bên cầm cái tô, một bên cầm cái bô. Ây da, đánh nữa mày dơ. Em nói gì đâu mà dơ? Cái bô. Trời ơi, cái bô xe đó, trời ơi. Đâu rồi anh? Đã thiệt anh ơi. Ôi, công nhận hai băng đánh nhau y trong phim em coi vậy. Anh biết không, trước khi đến gặp anh, em đã xem rất nhiều bộ phim. Trong đó em thích những bộ phim Người trong giang hồ. Thôi, đi thẳng 100m vào trái. Dạ dạ. Ủa mày chi vậy anh? Gặp vũ đoàn. Ôi trời, tự nhiên ra gặp vũ đoàn. Em làm giang hồ phải làm vũ công đâu. Mày làm giang hồ hả? Mày đi ra đi, mày đứng dậy hoài vậy? Dạ em tạo nét vậy thôi. Học hành không lo học hành. Tối ngày rồi tập tành làm giang hồ làm cái gì hả? Anh, tụi em rất là chịu học, nhưng tại trường không chịu dạy thôi. Sao? Tại vì 3 năm nay em thi đại học điều rớt. Tụi em cũng vậy. Chính vì vậy, từ nay tụi em không theo học nữa. Tụi em quyết định trở thành người trong giang hồ. Ôi, đi thẳng 100m vào trái. Dạ. Bay. Ôi, người ta nói làm giang hồ phải làm vũ công đâu. Làm giang hồ chứ để đứng dậy hoài vậy? Thì em làm tạo nét vậy thôi. Nè, tụi bay lúc nào cũng muốn làm giang hồ hết. Dạ. Vậy tụi bay có biết người trong giang hồ thì cần làm những gì hay không? Đi thu tiền góp, đâm thuê, chém mướn. Cho anh tán em. Cái đó là chuyện của mấy thằng cu hồn thôi. Giang hồ là không làm mấy chuyện đó. Chứ giang hồ làm gì anh? Nói đến giang hồ thì phải nói đến nghĩa khí. Không được ỷ mạnh hiếp yếu, phải xả thân vì anh em. Đâu đổi trời, chừng đạp đất. Wow, wow! Anh Cường làm giác hồn thì phải có số má. Dạ, 0909777999. Mày đang đọc cái gì vậy? Dạ, số điện thoại má em đang xài á. Số má của mày đẹp lắm, nhưng mà tao không có nói cái số má của mày.
Ý tôi nói đây là cái đẳng cấp, cái bản lĩnh giang hồ, để hiểu không? Chỉ là cái đẳng cấp, cái bản lĩnh thôi. Anh à, anh đi kiếm khắp 12 quận huyện, 36 phố phường, có thằng giang hồ nào mà giỏi nhạc lý như em không? Ồ, 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 cái tùng, à, 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 cái gà, y, y, cái lì. Ngoài ra, em còn nghiên cứu rất kỹ. Để trở thành người trong giang hồ, chúng ta còn phải thể lực dồi dào, sức khỏe cường tráng. Vì vậy mà tụi em đã học hỏi rất nhiều bộ môn thể thao. Bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, xà đơn, xà kép, cứ tạ. Cuối cùng bọn em chọn bộ môn khiêu vũ. Vai kề bàn, ta dệt bao hoa gấm đắng say, đôi trái tim bật đầy ấm đầy. Còn lại biết cha. Anh còn. Quay lại như vậy. Tụi em không thể nào đứng cao hơn anh được. Không thể. Dạng lên không thể. Còn lại với cha đứng lên hết đi. Con mệt với cha quá rồi. Làm gì vô đây làm gì như muốn nhảy nhún nhảy hoài vậy? Anh à, anh nói vậy là anh không hiểu rồi. Anh em mình trong giang hồ, sau những giờ phút đâm chém mệt mỏi, rất là căng thẳng, chúng ta cần phải giải trí. Đúng. Chính vì vậy tụi em quyết định chọn bộ môn khiêu vũ. Gấp cho anh đó. Vai kề vai, ta dệt bao hoa gấm đắng say. Anh Cường, ơi, được rồi. Người trong giang hồ thì phải có một cái tên trong giang hồ. Dạ. Anh phải có là... tên giang hồ không? Em tính lấy cái tên của em được không anh? Lâm Thắng à? Dạ đúng vậy. Cái tên Lâm Thắng là tên đầy ý nghĩa. Lâm có nghĩa là lâm trận. Lên đi mà bố. Thắng có nghĩa là thắng cái kia. Bỏ đi. Không có được anh ơi. Cái tên đó nghiên cứu nghe kỳ quá. Tự nhiên ra đụng anh em đánh lộn cái mình né không mà không được. Anh có tên khác đặt cho em không? Thôi được rồi. Để anh đặt cho mày một cái tên đầy đủ ý nghĩa. Nói về giang hồ thì quan trọng nhất là nghĩa khí. Bởi vì vậy, khi anh em chúng ta lâm trận thì phải coi anh em ở trong tâm như anh nè. À, vậy là em biết anh nên lấy cái tên gì rồi. Tên gì? Lâm Tâm Như. Cái gì vậy? Mình ra giang hồ mà lấy Lâm Tâm Như, đó là diễn viên nữ nghe nó yếu lắm. Mình phải lấy tên thiệt là mạnh mẽ, đúng không anh? Em đã nghĩ ra cái tên cho mình rồi. Tên gì? Lâm Tâm Như anh Cường. Mày mới vừa nói gì? Tên gì? Lâm Tâm Như anh Cường. Thì rốt cuộc mày tên Như hay là tên Cường? Như anh Cường. Vậy là mày làm anh tao luôn hả? Sai rồi. Ê, vậy thôi để em đổi tên khác. Em lấy lại tên em đi. Lâm Thắng nghe hay lắm anh. Lâm có nghĩa Lâm trận, thắng là giành chiến thắng. Hồi nãy mày nói Lâm Thắng là ra trận là thắng kia kép. Giờ nói Lâm Thắng ra trận chiến thắng. Dạ đúng rồi anh, chẳng qua do cách suy nghĩ của mình thôi. Hey! Giỏi lắm đại ca. Giỏi lắm. Bởi vì anh nói tụi bay còn yếu lắm, chưa có ra giang hồ được đâu. Anh nói cho mày biết, ra giang hồ là phải đánh đổi nhiều thứ lắm. Em chấp nhận. Và anh để nói cho sẽ mày biết. Là người đàn ông của đời em. Anh đã... Anh Cường, mày làm gì vậy? Anh nói ra giang hồ phải đánh đổi. Em đổi rồi đó, anh đánh em đi. Ý tao nói á là nhìn cái bản mặt của mày nè, uống ra sữa luôn đó. Em hiểu rồi. Anh và uống em đi. Sẽ là người đàn thôi! Đang chơi! Tại sao em lại đánh anh? Và anh sẽ là anh người làm gì? Và anh tôi đi! Sẽ... Tao tỉnh rồi! Tao tỉnh rồi! Anh tỉnh. Anh Cường, anh nói tiếp đi, em tỉnh rồi anh Cường. Ý của tao nói là mày ra xã hội, mày ra giang hồ là phải có máu mặt, phải có hình xăm, mày hiểu không?
máu mặt hình xăm. Ủa là sao anh? Nói chung là nhiều thứ lắm, để từ từ anh dạy mày. Dạ. Rồi bây giờ bài học bài học đầu tiên của tụi bay là đi lấy cái thao. Dạ dạ. Lấy cái thao. Cái thao đâu? Đi lấy đi. Bên đây nè anh, bên đây nè anh. Có rồi anh. Em lấy cái thao nè anh. Mình đi thu tiền góp đúng không anh? Mày điên hả? Thu tiền góp lấy cái thao chi? Ủa chứ đi lấy cái thao làm gì? Giặt đồ. Wow. Làm giang hồ mà đi giặt đồ. Không có bài học nào mà vô ích hết á. Giặt đồ đi. Dạ em biết rồi anh, em đã hiểu rồi. Muốn làm giang hồ thì phải giặt đồ. 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 Ý anh Cường nói tụi mình đi giặt đồ là gì sao? Sao bởi anh? Cái động tác giặt đồ này nó giống như động tác mài dao gì đó. Sau này chúng ta ra giang hồ, chúng ta sẽ mài dao thật bén, rồi chúng ta sẽ cùng xông pha trận mạc. Wow! Mày học vô hết đâu, làm đi. Dạ. Làm giang hồ thì phải giặt đồ. Làm giang hồ thì phải giặt đồ. Quá giờ. Dốc dốc. Làm giang hồ thì phải giặt đồ. Rất giờ. Dốc dốc. Làm giang hồ thì phải giặt đồ. Mình hết đồ của anh Cường rồi. Không sao, chúng ta sắp giàu có rồi. Dạ. Sau này chúng ta phải mua đồ mới. Em hỏi ai giục cái quần anh đầu em? Có đứa nào giục cái quần anh đầu nó vậy? Là em. Tại sao vậy? Mà anh Cường dạy là ca giang hồ phải nghĩa khí. Anh phải giúp đỡ em chứ. Ừ. Ê Dốc, bộ hết cái để đội, sao đội quần vậy cưng? Kiếm cái khác mà đội đi chứ. Lấy cái quần của ai có xin phép người ta chưa? Còn đây là ai đây? Dạ có thiên còn tao hả? Cái gì vậy? Cuối cùng tao đã có máu mặt rồi. Yeah! Hay quá bạn ơi. Yeah! Thắng ơi. Tụi bay làm cái gì ở đây vậy? Cho tôi gặp thằng Cường. Ý, gặp anh Cường. Ôi, ông lẽ tụi nó tính vô xin làm giang hồ giống mình. Thôi, để tao. Mày cũng gặp anh Cường à? Ê, đàng hoàng nha mày. Ê, ê. Thôi, bình tĩnh nào. Tao nói với mày một lần nữa, tao muốn gặp thằng Cường. Muốn gặp anh Cường à? Vậy mày đã có cái tattoo chưa? Tattoo là cái gì? Cái tattoo là cái hình xăm là cái tattoo á. Vậy là mày biết cái hình xăm là cái tattoo rồi đó. Bây giờ mày nói cái hình xăm thì tao mới biết đó là cái tattoo. Vậy thì nắm là cái này nè. Hả? Wow. Tao nói với mày một lần cuối, tao muốn gặp thằng Cương. Mày muốn gặp anh Cương thì mày phải có cái này. Cái gì vậy? Tụi bay bị điên hả? Cái này là tao kêu mày đưa tiền chứ không phải kêu mày sủa. Sủa? Mày kêu tao đưa tiền hả? Đưa nhiêu? 3 triệu. 3 triệu? Ừ. Cho tao mượn 3 triệu đi. Rồi cho tao mượn 3 triệu. Rồi đây 3 triệu đây. Thôi tính ra cũng được mày ha. Được hả mày? Quá được luôn, còn gì nữa. Giờ tao mới biết vũ đòn quẹo đi thẳng quẹo trái 100 mét ra đây nè. Ủa cái miếng này ai bày ra vậy? Đó em đây kìa. Ngay ra đây. Tụi mày bị điên hả? Tao nói với mày là cuối cùng, mày không cho tao gặp thằng Cường, tao giết mày. Mày muốn gặp anh Cường? Ê, thì mày phải đi lấy cái thao. Làm gì? Để giặt đồ. Đúng. Muốn làm giang hồ thì phải giặt đồ. 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 Sao anh Phước giặt đồ vậy anh Phước? Tụi nó bắt tao giặt đồ. Dạ đúng rồi. Em mới nhận nó vô làm giang hồ anh. Dạ. Anh Phước là
là con chứ. Dạ anh Phước. Quên. Dạ. Nó mới lấy của tao 6 triệu nữa. Ôi trời ơi, trả 6 triệu cho anh Phước đi. Chết rồi, tụi lấy 6 triệu. 6 triệu nào? Em lấy có 3 triệu đây nè. Đúng rồi, 3 triệu à. Anh Phước, Phước. Tụi em út nó không biết anh Phước lấy đỡ 3 triệu đây Phước. Ê cái này là tao lấy tiền gốc đó nha. Dạ tiền gốc 3 triệu. Còn tiền lời á là tao cứng qua cho mày đó nha. Tao nói mày nghe nè. Dạ. Ngày hôm nay là tới kỳ hạn mà trả tiền cho tao. Tiền mày đâu? À, em nhớ rồi anh Phước. Dạ đây, em có chuẩn bị hết rồi anh Phước à. Đây, 1 triệu của em. Dạ, 1 triệu. Mày mượn tao bao nhiêu tiền? Dạ 5 triệu. Sao mày đưa 1 triệu? Dạ, em mấy nay em khổ quá, với lại bệnh quá anh ơi. Mày khổ thì đừng có bày đặt bệnh. Dạ, má em bệnh em gửi tiền về quê. Ô, má chú bệnh hả? Dạ. Má chú bệnh chú nói anh sớm. Dạ. Anh giúp cho chú. Dạ, cảm ơn. Má chú bệnh á. Dạ. Thì kêu má chú chết luôn đi. Ôi, ôi, thằng kia. Mày đi sao? Mày cho ra chuyện đấy. Mày phải ông nội tao muốn nói gì nói nha. Giờ sao? Anh Phước ơi, anh Phước cầm đỡ 1 triệu giùm em nha. Mai mốt em làm có tiền em gửi cho anh Phước sau nha anh Phước. Cầm đỡ giùm đỡ 1 triệu hả? Dạ, cầm đỡ giùm anh em. Anh thực sự là anh khó chịu lắm. Dạ. Nhưng mà thôi, dạ. Cầm đỡ chú 1 triệu đó. Dạ, cảm ơn anh Phước chịu lắm. Rồi. Anh Cường. Sao anh Cường? Tao nói cho mày biết. Trong hôm nay, mày không trả hết tiền cho tao. Tao giết mày nha thằng chó. Tụi bay. Không, đưa tiền cho tao. Nhìn lên. Tụi em làm gì có nhiều tiền vậy? Tụi em làm gì có tiền không? Không có. Ê, chị của em ơi con. Anh Phước. Ôi, dây chuyền vàng. Dây chuyền vàng. Dạ, Phước. Dây chuyền vàng. Dây chuyền vàng. Dây chuyền vàng á. Dây chuyền của em mà. Tụi bay đứng lại trả cho tao. Im. Đừng có. Mất công dây chuyền không có đáng gì hết. Ra giang hồ có khi mất cả mạng như kìa. Nhưng mà nó dây chuyền của em mà. Anh Cường, anh lấy lại cho em đi. Anh mà không lấy lại thì em đi lấy đó. Mày thích thì mày tự qua mà lấy. Anh, mày muốn làm giang hồ lắm mà. Làm đi. Anh Thắng. Đừng mà. Đừng Thắng. Anh sợ tụi nó chứ em không sợ. Mày, anh Cường giải dây chuyền cho tao. Nhiều đó đủ rồi. Ồ, nói là em út, dạy cho nó bao nhiêu đó đủ rồi. Tao xin lỗi, tao đánh em út của mày. Tao xin lỗi nha, tao đánh em út của mày. Anh Cường. Hả? Anh mau. Anh Cường. Để em chở anh đi bệnh viện anh Cường. Mày chết kìa. Anh Cường. Mày đi tiếp đó. Làm giang hồ có đơn giản như mày nghĩ không? Có giống như những bộ phim mày đã xem hay không? Mày thấy tao không? Là giang hồ được cái gì? Không đâm người ta thì cũng bị người ta đâm. Chưa kể vào tù ra khám, có khi phải đánh đổi cả mạng sống của mình nữa kia. Anh Cường, đổi lấy được cái gì? Tao đổi lấy được cái gì? Gia đình thì rời xa, xã hội thì khinh khi chỉ trích tao. Mày thấy có đáng không? Có đáng không? Anh Cường, em không ngờ đời sống giang hồ lại bạc béo đến như vậy. Anh mà nói đúng rồi đó. Mình nên nghe lời anh mày đi. Anh Cường, tụi nó tới nơi cạnh cậu ơi. Bò. Cái sao? Lần này đánh hơi mạnh nha. Xin lỗi, diễn hơi sâu. Nhưng mà không sao. Bao nhiêu đây thì có thấm thía về những lúc anh em mình xông pha chứ. Đúng không? Anh Cường,
Vậy là sao? Thằng Phước là bạn của tao. Em hiểu rồi. Vậy là nãy giờ mọi người đang diễn với em đúng không? Đúng. Tụi tao đang gạt mày đó. Nhưng mà tụi tao muốn nói cho mày biết, làm giang hồ thì không cần phải giặt đồ đâu. Gì? Anh lộn lộn lộn. Làm giang hồ thì không có một kết cục tốt đâu. Ừ. Suy nghĩ kỹ đi. Vậy là sao em? Có nghe chuyện này là sao anh Cường? Là má của mày đó. Má của mày đưa cho tao 10 triệu để dựng lên cái vở kịch này cho mày sáng mắt mày ra đó. Má em đưa anh 10 triệu. Mày tưởng 10 triệu mày lơ đó mà. Tao phải bỏ ra 5 triệu tao mời đạo diễn Quỳnh Lập dựng lên cái vở tuồng này đó. Còn chưa hết đâu. Tao phải trả cho thằng Duy Phước 3 triệu nữa. Tao lời có 1 triệu thôi. Cái gì còn 1 triệu đâu anh? Mày không tính chung hả? Đúng rồi. Ủa? Có tụi bay nữa hả? Đi cơm mà nào. Mày thấy anh em diễn có tâm như mày hay không? Em biết rồi. Mà anh Cường ơi. Gì? Cộng dây chuyền em đâu? Ừ? Trời, sao nãy nhớ dai quá. Cộng dây chuyền của chú á, thì bây giờ anh em diễn xong rồi thì chú phải mời anh em đi ăn chứ. Trời ơi. Có vụ đó nữa hả? Có sao có. Cái này giỡn nó không được. Đây nè chú ơi. Ai mà lấy của chú làm gì? Đây. Trả chú đó. Và anh sẽ là người đàn ông của đời. Tới nữa kìa. Đi chợ hả? Vậy? Chỗ mày đi sọc sọc sọc, tao bắt sao? Mày tiên vậy, để lại dấu dép hiểu không? Để lại dấu dép hả? À? À, em bỏ dép ra. Mày để dép ra rồi mày để lại dấu dân chân. Em đi dép lại thôi, cũng vậy hả? À. Bây giờ phải làm sao? Mày biết lý do tại sao mà tao lộn vô không? Sao sao vậy? Người ta điều tra từ dấu dân chân, dấu dân tay. À. Còn tao lộn vô để lại dấu dân lưng, người ta không có điều tra được dấu dân lưng. Hay quá. Em tại vì lần đầu em đi ăn trộm em không có biết. Mày làm như tao lần hai á? À? Bí quá phải làm tao hiểu không? Nhưng mà mình phải làm chuyên nghiệp hiểu không? Không thôi bắt đó. Bây giờ kiếm cái gì? Đĩa. Phúp, đem ra hiểu không? Phúp đem ra dạ. Ok. Cái tivi. Tao kêu mày lộn mà. Anh khó em quá. Tại em mới anh phải chỉ cho em chứ. Bưng cái tivi ra trước đi. Tao kiếm cái gì tao đĩa hiểu không? Dạ. À, anh đỏ giùm em chút đi. Gì vậy? Đỏ chứ. Lẹ đi. Anh coi em nè. Anh đỏ giùm em đi. Lẹ lẹ ấy. Bảo ơi, có đồ ăn cắp rồi nè. Nói cái gì vậy? À, anh cầm giùm em. Có đồ ăn có cắp. Có vô. Có rồi coi. À, anh đưa tivi cho nó đi. Này đưa cho em. À, đi ăn cắp mệt dễ sợ luôn. Mày làm gì mà mệt? Nãy giờ tao bưng ra không á. Em lộn mệt. Ai biểu mày lộn? Vô nhà không có người rồi mày đi lại được rồi. Anh nói em lộn mà giờ anh nói em nữa. Ủa, mệt quá. Bây giờ sao anh? À bây giờ kiếm cái gì đi mà đĩa hiểu không? Đĩa. Ê. Ăn trộm. Ăn trộm kìa, chạy đi qua ngược theo tụi nó coi nè, mày chạy hướng này, tao chạy đi kia kìa. Em chạy này nha. Rồi. Có người ta ăn trộm. Mà tao bắt bảo rồi, bây giờ phải ăn trộm bà con ơi, có ăn trộm đó nha. Trốn đi. Ăn trộm đi. Coi mà cẩn thận cửa nẻo đồ nghe bà con ơi. Trời đất ơi. Đâu mất tiêu rồi trời. À
đây rồi, đây rồi. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Lu hả con? Mày hả Lu? Lu, phải con không Lu? Ơ, tôi kêu thằng Phi mới được. Ơ, Phi! Hả? Ủa? Lu, hôm nay mày dẫn bạn gái về nhà nữa hả Lu? Mà hôm nay mày đổi gu hả Lu? Mày chơi với mèo hả Lu? Lu à, ra đây con. Ông có chừa hộp cơm sườn cho con nè. Ra đây ăn đi Lu. Lu, tao đói ra ăn đi con. Tao nói tao ăn nhưng tao đói quá. Mày bị điên hả Lu à? Sao mà chưa ra nữa? Chắc không phải con Lu của mình rồi. Không lẽ ăn trộm thiệt sao trời? Ở Phi ơi, Phi à. Con Lu, Lu à, kêu bạn gái con ra ăn luôn đi con. Nhường cho bạn gái ăn với nha con. Con trai phải biết ga lăng chút xíu. Thôi đừng có giành lộn ăn mà, ăn từ từ thôi. Ngon không? Ai ho vậy trời? Ai ho vậy? Ăn từ từ thôi. Chắc tại ông, do ông. Do ông nãy ông nhai chưa có kỹ. Ăn đi con. Lu à. Ủa con sao vậy Lu? Con nhai không được hả Lu? Để ông nhai lại cho con ăn nha Lu. Không ăn nữa hả? No rồi hả? Thôi rồi rồi, no rồi thì đi ra ngoài. Ra ngoài tôi dẫn đi toilet. Đi nhanh lên. Mở cửa một cái là chạy liền đó chứ. Nhanh lên, nhanh lên. Ê, như tôi thấy mấy con mấy thằng trộm mới chạy ra hướng này nè. Rẽ rẽ nhau hướng đâu nhà ông Tám hay gì ông Bảy đó. Dạ. Chạy ra chạy lục soát kỹ nghe chưa. Dạ, nhớ rồi anh. Có chuyện gì vậy ta? Không đi vệ sinh hay sao? Đâu rồi? Lu à. Lu. Lu à. Đi vệ sinh con. Lu. Rồi luôn. Xong luôn rồi. Ước nhiên cái nhà tôi nữa rồi. Lần nào cũng để cho tôi lau chùi quét dọn hết á. Rồi. Ông Bảy ơi, có nhà không ông Bảy? Hả? Ai đó? Có ông Phi văn phòng nè. Phi hả? Dạ. Vô đây nói chuyện. Dạ, dạ. Hả, ông Bảy? Sao, có chuyện gì vậy? Dạ, tại vì nãy giờ tụi con đi tuần thấy là phát hiện mấy thằng ăn trộm. Nó chạy đâu vòng vòng vô xóm nè. Ông Bảy cẩn thận nha. Coi chừng nó vô nhà ông Bảy rồi nó xử ông Bảy đó. Cậu nói cái gì? Hả, nó vô nó xử ông Bảy đó. Cẩn thận chút xíu. Cậu nghĩ đi, cỡ này ai xử ai? Wow, bự dữ. Tôi tập tạ ba mươi mấy năm rồi đó. Dạ dạ thôi nó nói với ông Bảy cũng phải cẩn thận nghe chưa. Tại tụi con đi tuần 24/24 mà. Có gì ông Bảy cứ hú một tiếng tụi con chạy qua liền. Được rồi biết rồi. Dạ. Nói nghe nè. Chừng nào mà bắt được tụi nó dẫn vô nhà tôi trước nha. Dạ dạ dạ. Chi vậy ông Bảy? Lâu rồi cũng không có vận động. Nó cũng hơi ngứa chút xíu. Trời ơi. Thằng nào mà vô ăn trộm nhà ông Bảy chắc nó cũng tới số hả ông Bảy? Ừ. Con đi nha, có gì hú con tiếng nha. Rồi, có gì hú là con chạy vô đúng không? Dạ, 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 tụi con vô liền đi nha ông Bảy. Để coi mở thời sự, coi tin tức coi. Cái tin tức đó là số 2 thì phải à. Vâng, và sau đây là chương trình dự báo thời tiết của đài truyền hình Vĩnh Long 1. Có rồi. Kính thưa bà con ngư dân, hôm nay biển có lúc
đồng mạnh, có lúc đồng nhẹ và có lúc trả thêm đồng đây. Trời đất ơi, cái gì vậy? Thôi, mở đài khác coi. Tôi coi kênh giải trí đi. Vâng, và sau đây là chương trình giải trí của đài truyền hình Vĩnh Long 3. Hôm nay có đài Vĩnh Long 3 nữa trời. Vì lý do đài truyền hình Vĩnh Long 1 và Vĩnh Long 2 người xem quá đông nên chúng tôi vừa cho ra đời một đài truyền hình mới. Cái gì vậy trời? Như hôm nay tới giờ của tình Bolero thì phải à. Tôi nghe Bolero đi. Sao nó im ru vậy trời? Quý vị và các bạn đang được đến với chương trình tình Bolero. Đúng rồi nè. Thưa quý vị, Bolero đã đi vào trong lòng người đã bao nhiêu thập kỷ qua. Và hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn liên khúc Bolero do ca sĩ Bá Đức trình bày. Sao chưa trình bày nữa trời? Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian đâu. Anh đưa em vào bằng tiếng hát chấm đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không nhớ tên anh. Ủa sao cái này nghe lạ, không phải Bolero à, hình như lạc chủ đề rồi đó. Vô đâm vỡ cây đàn dần đời, đâm vỡ cây đàn. Đời ơi, đời ơi, tình ơi, tình ơi, đâm vỡ cây đàn dần đời đôi trắng thay đen, dần người nên bỏ quên đời. Quên lời rồi. Cái gì? Quên lời tao không biết hát nữa. Kiếm cái gì hát đi. Vâng, và cho đây chương trình Bolero chúng tôi đến đây là kết thúc. Thôi được rồi, không cần phi diễn nữa, tôi biết hết rồi. Ủa vậy là sao? Vậy là ông thấy tụi con hả? Tôi mù nhưng mà tôi không có điếc. Vậy mà thôi. Ông ơi, tha cho tụi con đi. Lúc nãy tụi con tới lấy cái TV, cái giờ ông trả lại cái TV cho ông nha. Thôi khỏi, tôi tặng luôn cái TV đó. Cái tivi đó nó hư rồi, tôi đem đi sửa mà người ta sửa không được, ta trả về cho tôi đó. Thôi về đi, về đi. Ủa ông tha cho tụi con hả? Về đi, có cái gì đâu mà không tha. Về. Tôi có cái gì đâu mà phải mất đâu. Về lẹ đi, tao lấy ra cái nhẫn rồi, lẹ lắm. Về đi. Lẹ lên, nói mày lấy cái gì? Đi. Mày nói lấy cái nhẫn gì? Ông kêu đi về kìa. Cái gì vậy? Hồi nãy vô tôi lấy cái đàn tao thấy. Đi, lẹ lên chứ mà mày không lấy của người ta. Nè. Hai người còn lấy cái gì của tôi nữa hả? Dạ không, thằng bạn con nó tính lấy cái son về nó nấu ăn á ông ơi. Cái son hả? Rồi lấy cái son đi, cái đó không có quan trọng. Cô, tôi có một cái rất là quan trọng. Đâu rồi? Trả chiếc nhẫn cho tôi! Thấy chưa? Trả chiếc nhẫn, ai lấy chiếc nhẫn của tôi? Trả chiếc nhẫn lại cho tôi! Ai lấy... Ông lũ ra đi! Mày làm cái gì vậy hả? Đưa chiếc nhẫn cho người ta! Ai lấy chiếc nhẫn trả cho tôi. Giờ tao dí mét mẹ luôn. Trả chiếc nhẫn cho tôi đi. Con trả ông chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn của tôi. Dạ. Chiếc nhẫn của tôi. Đây là chiếc nhẫn kỷ vật của vợ con tôi để lại cho tôi. Mẹ con của nó chết trong một vụ tai nạn giao thông, bỏ tôi lại một mình cô độc. Bà ơi, sao bà với con không dẫn tôi đi luôn đi? Để tôi ở lại đây một mình làm cái gì? Tôi khổ lắm. Cho con xin lỗi ông. Con cần tiền đúng không? Được rồi. Tôi có tiền nè. Nè, cậu giữ đi. Cậu đi. Đi làm cái nghề lương thiện nha. Nhưng mà ông đừng ơi, đừng có làm cái nghề này nữa. Ông ơi, con không dám lấy đâu ông ơi. Đi. Ông ơi. Đi. Sao cậu còn chưa đi nữa? Ông ơi, ông có thể nào cho con ở lại với ông để được chăm sóc cho ông không? Sao cậu không về nhà cậu còn chăm sóc cho ba mẹ cậu đi? Con mồ côi từ nhỏ, không biết ba con là ai, con cũng không biết mẹ con là ai. Sống bờ sống bụi ở ngoài đường vậy đó. Ai thuê cái gì thì làm, ai cho cái gì thì ăn. Con cũng ước ao có một gia đình giống như mọi người vậy đó. Ông ơi cho con được về ở với ông để con được chăm sóc ông. Con hứa với ông là con sẽ không ăn cắp nữa, con sẽ không làm chuyện bậy bạ nữa.
con sẽ kiếm cái gì đó lương thiện làm, rồi con làm con kiếm một ít tiền, rồi về ai ông cháu mình có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Ông ơi, ông nhận con đi mà ông ơi. Cháu Hoàng, vậy là ông nhận con rồi hả ông? Nhận. Ông ơi. Nhận. Ông ơi. Con trả tivi cho ông à. Để con đây. Ông nhận nó làm cháu mà nó là anh của con. Bây giờ con sao, không lẽ ông để con mồ côi? Thôi ông làm ông của con nha. Dạ. Ông ơi. Anh nghiêng bên này. Mọi người ơi, mọi người có khỏe không? Khỏe bà, mày chứ khỏe. Cứu tao, lẹ lên cứu. Gì? Bám vô, bám vô. Lên. Có sao không gì? Trời đất ơi, con ơi, chết gì rồi? Dạ. Nhà của dì ở trên đất liền ấy, nó sập hết trời. Lũ tới lẻ quá đâu kịp quơ quà không gì đâu. Quơ có cái thúng bánh bông lan mà giờ nó ướt chẹp nhẹp luôn nè, trời ơi. Vậy bữa con y như vậy luôn đó. Bảo nó kéo tới nhà con, nhà con sập một cái đùng. Còn đồ trong nhà hả? Nó bay vậy này vậy. Ôi. Ôi. Dạ. Mày diễn tả có tâm dữ vậy. Nói chung là mình làm cái gì mình cũng phải có tâm chứ. Ôi vậy á hen. Dạ. Nói nghe nè. Dạ. Có tâm là một chuyện, mà ngu là một chuyện khác con hả? Dạ. Dì ơi. Cái gì? Lượm giùm con. Lượm. Lượm giùm con đi. Lượm. Thằng Quỳ, mày thấy đồ cho tao hay mày chơi ăn đi bớt vậy mày? Mày quá trời mệt. Ủa? Đồ con đâu? Thấy quanh đâu rồi ai biết? Con mới quăng lên cho dì chụp mà. Thấy lại xuống nước rồi. Trời đất ơi. Ê, ê, cứu người, cứu người. Ông, quân, dạ. Quân giả mang. Con một chút. Quân giả mang. Trời ơi, quân tàn độc. Nói nghe nè. Dạ. Cũng hên là nhờ có con, con bỏ cổ con cứu người. Không là Hà Bá nó ăn tao rồi. Ê. Dạ. Để đáp lại cái tấm chân tình của con. Dạ. Mua bánh bông lan gì đi con. Trời đất ơi. Cái gì ơi, tâm bảo đang đến gần, còn tâm trí đâu mà ăn bánh bông lan của dì. Thì đói bụng mà không có gì ăn, mua bánh bông lan của dì ăn đỡ đi. Cái rổ bánh bông lan của bà như một cái nồi cháo dinh dưỡng mà mình ăn. Ê, mày xúc phạm đó mày. Ăn thử chưa? Hả? Mà mày ý kiến. Mày ăn thử mày mới biết được nó ngon hay nó dở, cái tự nhiên mày nói như vậy. Mày xúc phạm tao quá mà. Gì vậy? Gì vậy? Ủa con sao vậy? Con bình tĩnh. Ê, con có sao không? Dở quá dì ơi. Dở lắm luôn á. Hà Bá ơi, trả lại giùm em cái rổ bánh bông lan đi. Ví dụ như nó không có được ngon, nó vẫn còn một cái dư vị đó gì động lại trong họng mày, hiểu không? Không thanh bụi gì đi con. Dạ. Không thanh bụi gì. Dạ, không thanh bụi gì rồi. Trời ơi, cái hát lát kìa. À, cái đó là cái bình rác. Ôi, cá đuối. Cái đó là cái vỏ chuối. Sao mà nãy giờ biết bao nhiêu cái đồ ăn, bịch rác nè, vỏ chuối nè, mà dì cứ tưởng tượng là đồ ăn không vậy? Bây giờ ở trên này vì đói gì khác quá mà ba cái này ăn không có được. Dạ. Rồi nhà cửa tao sao tao cũng không biết nữa, tao rầu quá thì tao nhìn lộn chứ gì đâu. Chết thôi, giờ tao không biết sao hết trơn, trời nè. Dì. Dì. Bình tĩnh, đứng lên. Con nói dì nghe, không có gì mà phải buồn hết. Con có một niềm vui dành cho dì. Niềm vui gì? Đây chính là cái mái dầm, dì hãy cầm lấy và hãy treo đi nào. Nào, hai dì cháu chúng ta hãy cùng nhau tác nghiệp. Cứu tôi với. Chị nói nghe, thân mình sao không lo nó bán gì nổi đầu vậy? Con tao đó. Ủa, đây. Rồi, thân. Cứu. Chị lên. Cứu em, cứu em. Cứu tôi nữa nè, cứu tôi nữa. Con em. Đây nè, con này. Cứu tôi nữa. Đàn ông trai tự lên đi, kêu bồng lên mệt chết à. Trời đất ơi, bước lên mà không biết có cảm giác trọng lượng nó là cái bè luôn đó.
Mọi người ơi, nhìn em có giống Hòn Giọng Phu không? Trời ơi, tôi quên thì cái thằng này, chạy đi. Trời ơi, xém nữa là rớt con với em luôn rồi đó. Đùi đây đi. Con ai? Con chị, em xin lỗi. Ngộ ghê, cậu khi thì con tôi mà làm như con cậu. Ê, nó ngủ rồi kìa. Hay quá vậy. Ôi, công nhận bé thích mạo hiểm ha. Thôi, trời đất ơi, trong lúc dầu sôi lửa bỏng mình phải làm những chuyện cấp bách chứ. Chị gì? Chuyện cấp bách là xếp đồ hả? Ừ, tại đồ mình ướt nè, mình xếp đồ xíu có đồ mình mặc. Nhưng mà cái này đồ ướt mà. Ướt thì bây giờ mình đang phơi. Trời đất ơi, hai vợ chồng hợp tác quá ta. Cô đôi. Mặc vô đi, mình mặc vô. Tại em bộ nha. Thôi, không có cần. Ủa gì em làm được. Bả làm được rồi mà. Chị bé em có làm. Em là... Chị ơi, cái con sông biển nó lấy cái áo của chị đi rồi. Trời ơi, lũ lụt mà chị đã buồn. Mất cái áo, chị còn buồn à. Chị, nhưng mà có gì đâu để buồn. Chuyện quan trọng bây giờ là tính mạng của anh với chị. Còn cái áo chết đâu có mang theo được. Nhưng mà chị có một cái áo nó thôi à. Trả cái áo cho chị, hiểu mệt quá à. Con cái rồi. Áo mà em cũng làm rơi của chị nữa đó. Được rồi, bình tĩnh nào. Bình tĩnh đi. Tất cả hãy bình tĩnh. Đây, em tặng áo cho chị đó. Mình tôi có áo rồi nè. Dễ thương gì đâu. Ôi chà. Trời ơi, bắt đầu gì chị không vậy? Dạ. Con trai mà áo rách tết. Đâu, áo thun ba lỗ. Tại vì trời mưa nước nó thấm vô nó rút lại vậy đó. Mùa hè sao? Mùa hè nó giãn thành nó dài. Chị thích quá à. Bữa nào mặc cho chị nha. Dạ em sẽ cho chị. Nào, tất cả chúng ta hãy vững tay chèo, tiến thẳng về phía trước. Đi. Từ từ, bình tĩnh. Này, hãy hướng về phía gió tính phòng cho tôi. Ok. Đi. Bèo thôi mà. Chơi tiếp đi. Con người hả? Tất cả bình tĩnh. Tôi xin lặp lại, hiện tại trên chiến hạm của chúng ta không thể nào chứa được hết 5 người. Vậy thì có một người nhảy xuống hả? Phải. Thôi được rồi. Tôi không đi chết. Mình ơi, mình có cùng với tôi á là có phước cùng hưởng, có họa cùng chia không? Em đồng ý. Vợ ơi, vợ có biết á là tại sao tôi đặt tên con là bé Bảy không? Dạ không. Vì tại vì vợ là người vợ thứ bảy của tôi á. Sao im re vậy? Vui không? Dạ vui. Vui sao không cười? Hả? Nhìn vợ hạnh phúc như vậy, tôi biết là vợ vui lắm rồi. Còn đối với em, mình là người chồng đầu tiên còn sống. Chồng hy vọng vợ sẽ là người vợ hot girl cuối cùng của đời chồng. Em 18 chưa?
Dạ, em 81 rồi. Vậy thì mình hãy cùng sống hết 81 tuổi này nghe. Em đồng ý. Vợ chồng tôi quyết định không thể chết. Thôi hết đi, đừng đẩy hoài. Vậy nữa, xin qua đây. Nằm ở đó, Đinh cứng đầu muốn chết luôn á. Trời ơi, vậy đau vậy? Trời ơi, vậy là nhảy xuống. Tưởng cái gì cứng đinh. Nói vậy là đúng rồi đó. Con mới lên là sao bắt con nhảy xuống? Bà đi, bà nhảy đi, bà bấm lan này nè. Ủa sao hai vợ chồng mới ngồi nhảy đi? Vô duyên, vợ chồng tôi có đứa con sao nhảy? Khùng hả? Bà nhảy đúng, bà nhảy đúng là con trai. Con nhảy đi, con nhảy đi. Bà nhảy, 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 bà tất cả mọi người ổn định chỗ ngồi, trong một thời gian ngắn sẽ có đoàn cứu hộ tới cứu tất cả mọi người. Ok, còn ông thì sao? Tôi không có gia đình, tôi chết cũng không sao hết. Vậy nha. Dạ. Tỉnh táo không, tỉnh táo không? Dạ, chú nhớ tên con không? Maya. Ủa đi đâu vậy? Tự nhiên tên ta kêu Maya. Tôi giỡn mà. Trời, tôi giỡn kêu mình kỳ quá. Mọi người ơi. Sao? Có ai nhớ tên của tôi không? Thì tên cậu là cái gì vậy? Tên nó là cái gì? Đít đít gì á? Mới lên trên mà huyện có biết cái gì đâu mà đít đít. Cái gì luôn luôn. Phải đâu tên cái gì mà có như thú quắc à? Cái gì nó hôi lắm. Cái gì tôi tên là Bảo Châu. Nãy giờ tôi cũng đâu có biết, tôi vô tâm quá. Xin lỗi con nghe. Dạ. Bị lúc lên lo cái thúng bánh trong làng quên hỏi tên mày. Dạ sao đâu nè cậu ơi. Tôi cũng đàn ông con trai như cậu á, mà tôi thấy tôi ích kỷ quá. Mọi người nè, cho dù á không có ai nhớ tên tôi á, tôi cũng không có buồn đâu. Ở đời mà ai cũng có việc phải lo hết. Còn tôi nè, tôi có gì đâu để lo, cho nên tôi lo lại cho mọi người. Cuộc sống độc thân của tôi á, tôi tâm niệm có một điều à, mình sống có tình người, có giúp người, thì một ngày nào đó ông trời ông sẽ giúp lại cho mình. Đang đói vui quá nè. Em bé cười, em bé cười với cậu nè. Em bé cười, em bé cười nè. Đưa chú ẩm nha. Dễ thương quá. Đang nghĩ rằng tôi là một ông già bán bong bóng đúng không? Không, tôi chỉ là một ông già bình thường thôi. Và bởi vì tôi có mặt hôm nay là tôi mới vừa trốn ra khỏi một cái nơi mà ở đó toàn là những người đồng trang phải lứa với tôi. Đó chính là cô Nhi Viện. Già rồi lú lẫn rồi, cái đâu phải cô Nhi Viện mà là Viện Dưỡng Lão. Với cái bộ trang phục được mua trả góp 150k ngoài chợ Bà Chiểu ngày hôm qua luôn. Trời ơi, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ tôi bị điên đúng không? Không, tôi không điên. Sở dĩ ở cái tuổi mà thập cẩu lai hy này rồi á, thì tôi chỉ ước mơ một điều duy nhất thôi, là tôi được trở lại tuổi thơ của mình. Và ngày hôm nay tôi ra cái công viên này để tôi biến nó thành sự thơ. Trời đất ơi, con nít gì dễ thương quá, tặng cho con nè. Trời ơi, con nít gì mà đáng yêu quá trời quá đất. Ui tu cha ơi, con nít gì mà thấy ghét quá nè. Tặng cho con nè, con nít gì đâu nó dễ thương thiệt á. Trời ơi, tu cha con nít quỷ nè. Ôi trời đất ơi, đôi bạn nhỏ đang làm cái gì vậy? Bộ đuôi sao không thấy ông già? À biết rồi, cái này người ta phép lịch sự, người ta gọi là đang trao yến nè. Còn cái kiểu mà bụi đời chợ lớn, người ta gọi là đang chuyện axit thì ke đó. Không mấy bây giờ mình đi chỗ khác được không? Bây giờ ở đây trẻ nhỏ không mà đừng có làm ô nhiễm cái bầu không khí tuổi thơ được không? Đi giùm cái nghe nha. Già này phiền quá. Ừ, đi giùm cái nghe, cảm ơn nhiều nghe. Ê hai đứa,
Ở đây nắng dữ lắm, vô trong đây ngồi nghe. Hai đứa, ông nói nghe không? À dạ. Ơ hai, mình đang vẽ mặt trời mà ai che mất bóng nắng của mình rồi? Ơ hai, bóng râm của mình đâu rồi? Ơ hai, mình đang vẽ mặt trời mà ai che mất bóng nắng của mình rồi? Ơ hai, bóng râm của mình đâu rồi? Ơ hai, mình thôi, mặt... bây giờ hai bạn muốn vẽ cái gì nè? Muốn vẽ cô dự báo thời tiết. Rồi tặng luôn hai cái dù đó. Ôi, cảm ơn nha. Không có chi. Ủa? Bạn gì già vậy? Ừ, bị gì mình 75 tuổi rồi đó. Ủa, lộn. Bị gì ông 70 mấy tuổi rồi. Trời ơi, ông mặc đồ thấy ghê quá à. Trời, bậy. Cái này không phải thấy ghê mà bị gì là ông còn tin liễu lắm. Ông trẻ trung năng động lắm, mặc vậy cho đẹp. Vô đây chơi với ông nghe. Vui lắm, đi vô đây. Ê, nói nghe nè. Thôi mình đi về đi, ông là người xấu á. Đi, không. Ông có người xấu nào mà tự nhiên thấy mình bị nắng cái đem dù lại che nắng cho mình đâu. Ông là người tốt đó. Ông ơi, ông, mẹ con dạy á, là ai cho mình cái gì mình phải cho tặng lại người ta. Ông tặng con cái dù, con tặng lại ông cái dù nha. Có luôn hả con? Dạ. Ừ, ông cảm ơn nè nha. Ông ừ, ông để dành khi nào ăn kem cắm lên đâu để nào đẹp. Khi nào ăn chóc tay cho ông cắm lên vậy nghe. Dạ. Ừ, cảm ơn đó nha. Hai dạ. Đứa chơi với ông đi, chơi với ông đi. Dạ. Thôi đi, tự nhiên ông già yếu rồi mà chơi với ông vậy. Nè, đừng có nói ông yếu nghe. Rồi. Ông mới có 75 tuổi thay ông không có già nghe. Ông không có yếu, sức khỏe ông phơi phới lắm, không tin nhìn nè. Giới trẻ bây giờ thật vô tâm. Ông ơi, ông có sao không ông? Ôi, cảm ơn sự quan tâm sau khi được nhắc nhở. Ông nghe nè. Thầy có nghe nè, trừ với ông đi nha. Bị gì khó khăn lắm ông mới trốn ra đây được đó. Ông ra tù hả ông? Trời đất ơi mày. Trời ơi, nói vậy người ta tưởng thiệt bảo vệ vô cộng đầu ông à. Dạ. Ý ông nói là ông mới trốn ra khỏi viện dưỡng lão, hiểu không? À. Thầy vậy đi, trừ với ông dạ. Nghe. Ý, mẹ bây giờ con rảnh không? Dạ, bữa nay con không có kẹt xô, con có đụng lịch. Ủa, vậy là con diễn viên nhí đúng không? Diễn viên nhí nè. Dạ không, con làm vũ đoàn, con trong vũ đoàn con làm vũ công múa. Ôi trời đất ơi, cái dáng này mà múa được luôn hả con? Dạ được. Ê con ơi, cái vũ đoàn con tên gì con? Dạ, người ta có vũ đoàn ABC, con múa vũ đoàn ABD. Rảnh rồi, đợi ông chút nha. Dạ. Con gái, dạ. Con rảnh không? Dạ bận lắm. Sao vậy? Dạ sức kem. Ủa sức kem đánh răng hả? Dạ không, kem trộn. Ôi trời đất ơi, con nhỏ con nít mà sức kem trộn không có tốt nghe. Không, con thấy tối nào má con cũng ở nhà sức kem hả Vỗ? Bạch, nên con học theo con Vỗ, bạch. Trời đất ơi, không có được, còn nhỏ mà sức kem bạch là không có tốt. Ông con muốn sức kem bạch. Ông đã nói hai đứa còn nhỏ không có được sức bạch. Ủa ông sao vậy ông? Đức Ben này. Trời ơi, nói rồi, hôm bữa mới đất bên đây, chưa. Rồi bây giờ chuyền nước biển bằng cái gì? Không lẽ chuyền bằng cái đường ống quyển hả trời? Ủa ông ơi, Đức Ben có dán lại được không ông? Dán được con, dán được dạ, con. Dạ, kêu dán sát. Trời ơi! Trời ơi, nói vậy mà cũng cố ráng dán vô cho được hà. Dạ. Ông giỡn đó. Con là con nít mà. Dạ. Nói nghe nè, bây giờ là chơi với ông nghe. Dạ, dạ. Nãy giờ ông dạ. Chưa có giới thiệu. Dạ, để ông giới thiệu ông nghe. Dạ. Đợi ông một chút, dạ. Nghe. Ông không phải là ông già Noel đâu. Ông hút rác. Bỏ rác được cho ông. Trời ơi, vì sao chị nông vậy mà kêu ông hút rác? Ờ, con xin lỗi ông. Ông dây chai, lượt dây chai cho ông. Trời ơi, hai đứa ơi, bây giờ hai đứa có thể bình tĩnh lại được không? Sao mà lanh dữ vậy? Ông không có phải là ông hút rác, cũng không phải ông dây chai luôn. Bây giờ nhìn kỹ vô cái bao này nghe. Mở ra cái là biết ông là ai liền. Dạ. 2, 3, thấy gì chưa? Rác bỏ vô nãy. Dây chai của con nè. Hai đứa. Bây giờ là hai đứa có thể bớt diễn chi tiết lại giùm ông được không? Dạ, dạ. Cái đó không phải là diễn chi tiết mà là diễn rắc co. Trời ơi, bỏ luôn cái rắc co đi. Dạ, con đi phim điện ảnh, con đi phim nhựa, phim mũ, phim cao su. Con là gương mặt điện ảnh. Con ơi, con ông hiểu rồi, con là gương mặt điện ảnh. Nhưng mà còn ông đang thi gương mặt sân khấu, ông thi cười xuyên việt, hiểu không? Đợi ông chút xíu nghe. Dạ. Bây giờ ông làm lại nè. Ông dạ. Làm một cái này là biết ông là ai liền à. Bây giờ dạ. Bây giờ đợi ông một chút xíu nghe. Dạ. 2, 3. Con biết một vị thần trong truyền thuyết thường xuyên xuất hiện trao gương báo cho vua chúa, đó chính là thần Kim Tử Long. Ê nhỏ ơi,
bây giờ ông hỏi con này, bây giờ ai dạy con mà thần kim tử long trao kiếm vậy? Con tự học á. Ê con ơi, con tự học là giỏi hiểu không, nhưng mà cái thần trao kiếm là thần kim quy. Hiểu không? À, tại con coi chiếc áo thiên nga có chú kim tử long đó. Trời ơi, cái đó là chú long thôi, nhưng mà cái đó thần trao kiếm là thần kim quy. Dạ. Mà ông cũng không phải thần kim quy. Dạ. Mà ông lấy hai cây kiếm này ra đây nè. Dạ. Là để gì mình chơi cái trò hoàng tử cứu công chúa. Dạ. Mà bây giờ muốn chơi được cái trò đó thì phải có hoàng tử với công chúa đúng không? Dạ. Vậy thì ở đây con là con gái thì chắc chắn con sẽ là yêu quái. Thôi Ngô Tấn Tú đẹp trai, chắc chắn con sẽ là bà vú. Con là bà vú. Còn ông sẽ là hoàng tử tươi xanh. Ủa ông ơi, sao con nhỏ là con gái mà nó làm yêu quái? Tại nó cùng dần ái đó con. Vậy nó là con trai sẽ là bà vú vậy ông? Tại nó mập. Ủa vậy còn ông, sao ông làm hoàng tử? Tại ông tự tin thái quá. Không chịu đâu, chơi với ông nữa đâu. Thôi chơi với ông đi mà. Nghe nè hai đứa ơi, chơi với ông đi, bây giờ không chơi cái này mình chơi cái khác nghe. Đi chơi với ông đi nghe. Vậy hả, chơi cái khác, ông chơi cái gì liên quan tới tranh của con nha. Liên quan tới tranh hả? Dạ. Sao bây giờ con vẽ cái gì con kể ông nghe coi. Dạ, động vật rất là đáng yêu nên con hả, vẽ toàn những con vật mà con thích thôi nè. Đâu, kể ông nghe coi. Ví dụ như là con rồng nè, con rắn nè, con rít nè. Đợi ông một chút, con rồng, con rắn, con rít, con gái, con rồng, con rắn. Đây, có rồi con ơi. Gì rồng rắn lên mây, hai đứa đi chơi không? Dạ đi. Dạ bây giờ chơi nghe, ông làm ông chủ nghe. Dạ. Vô nè. Rồng rắn lên mây, có cái cây lúc lắc, công chúa nhà không? Ai ông chủ? Ông làm gì vậy? Sức kem trộn. Chừng nào xong? Đợi lâu lắm đi về đây, 2 tháng sau. Rồng rắn lên mây, có cái cây lúc lắc, công chúa nhà không? Không phải, ông trong đội chèn tay, ông chủ chết rồi. Ủa sao vậy ông? Bị vậy ông sức kem trộn nhiều quá, trắng trắng giống bạch cốt tinh tôi còn không ba vô đập bạch chết ngắt luôn. Từ một trò chơi dân gian mà ông thành một trò chơi giả ma. Ôi chết rồi, ông xin lỗi. Bị gì lâu quá, mấy chục năm ông không có chơi, ông không nhớ kỹ. Bây giờ là mình chơi lại một lần nha. Dạ. Rồi chơi lại nha. 2, 3. Rồng rắn lên mây, có cái cây lúc lắc, công chủ ở nhà không? Ông chủ đây, có gì không? Muốn đồ. Muốn gì? iPad. Không có iPad, mình có cái con dao được không? Chi vậy? Chặt. Chặt lúc nào? Hút đít ra. Dòng tròn có một cái thầm. Cái thầm ở giữa dòng tròn. Ông vui quá mấy đứa ơi. Giờ ông chơi trò của con đi. Trò gì con, trò gì con? Nè nè, con mở trong coi nè. Đây là trò. Trò cái gì, trò cái gì? Lại đây, đây, đây. Ông đi thành là cái gì? Ông coi nè nha. Đó, bây giờ mình sẽ bước theo nhạc nè. Rồi á, nó chỉ hướng nào mình bước theo hướng đó. À là nó chỉ hướng nào mình đi hướng đó hả con? Đúng rồi. Ôi trời ơi, chơi như tập dưỡng sinh vậy bay ơi. Dạ, cái này mới level 1 à. Level 10. 3, 2, 1, 2, 3, ông rứt hết ben rồi con ơi. Alo cho một xe chở keo dán sắt. Trời đất ơi, nó có canh me tôi đứt ben cái nó đắp keo dán sắt vô hà. Trời ơi con ơi, cái trò của con sao mà nó kỳ lạ, với lại nó hao sức quá. Trò chơi của tụi con, tuổi thơ của tụi con không có giống với tuổi thơ của ông. Ủa chứ tụi ông sao? Đây đây đây, tuổi thơ của ông đây nè, trong đây nè. Đây đây, ông kể cho nghe tuổi thơ của ông nè. Tuổi thơ của ông hả, gói gọn trong đây đó. Ủa ông biết vẽ tranh hả? Ý trời ơi, hồi đó ông là họa sĩ nghe. Wow. Nè bây giờ bắt đầu mình coi nghe. Dạ. Ủa sao toàn hình làng quê đồ không vậy ông? Thì bị gì ở đây á, là tuổi thơ của ông mà. Cái phía xa xa đó, cái chỗ mà cái ngôi nhà nhỏ nhỏ thấy không? Dạ. Này hả? Nhà của ông đó. Dạ. Rồi cái con đường nhỏ nhỏ này thấy không? Dạ. Mỗi ngày ông đi học trên con đường đó đó. À, con nhỏ đứng tè là ai vậy ông? Con ơi, bây giờ con có thể bỏ cái thằng nhỏ đứng tè qua bên giùm ông được không? Dạ. Tại bây giờ mình coi tiếp nghe. Đây nè, cái này mới đặc biệt nè, thấy không? Cái ao. Chiều nào ông với lũ bạn cũng chạy ra đây câu tới tối mịt mới về luôn đó. À, con nhỏ đứng tè nữa kìa. Trời ơi, tè gì tè hoài vậy trời, mà tè hai lần, lần nào cũng bị ông vẽ lại. Ông xin lỗi con, bây giờ con bỏ cái thằng nhỏ qua một bên luôn nha. Dạ, dạ. Coi tiếp nha, coi tiếp nha. Dạ. Đây nè. Con diều nè. Nói nghe nè, mấy cái chỗ này nó chưa có đặc biệt bằng một cái này đâu. Cái này nó đặc biệt dữ lắm luôn, gắn liền với tuổi thơ của ông. Dạ. Đây nè. À, bà bán hàng
hàng rong nè. Không có phải, bà bán chè. À, à. Thằng đứng tè giờ đã thành bà bán chè. Con ơi, dạ. Bây giờ con làm ơn con cho ông đi thẳng về quê, đừng có ghé cái trạm nào đi tè nữa giùm ông cái nha. Dạ. Đó nghe nè, bây giờ nghe, dạ. Cái người phụ nữ này nè, là mẹ của ông đó. À. Ừ, nghe cách đây mấy chục năm, lên đây cách đây mấy chục năm nữa nghe, dạ. Là hả cái người phụ nữ này nè, ngày nào cũng cánh chè đi rong rong khắp xóm để bán chè, rồi mẹ của ông á có một cái giọng rau rất là ngọt. Dạ. Ai chè cho nước đậu xanh bột bán không? Dạ kính thưa quý vị khán giả, giọng mẹ em không có cao như vậy. Ai chè cho nước đậu xanh bột bán không? Dạ kính thưa quý vị khán giả, giọng mẹ của em cũng không trầm như vậy. Ai chè cho nước đậu xanh bột bán không? Ai chè cho nước đậu xanh bột bán không? Đây mới là giọng của mẹ tôi nè. Ai chè cho nước đậu xanh bột bán không? Ai chè cho nước đậu xanh bột bán không? Giọng của mẹ tôi ngọt như những chén chè mẹ tôi nấu vậy đó. Ủa, trời đất ơi, Tí, sao học vậy không về đứng đó chỉ con? Dạ, con biết. Tôi mới đồng cảm với ông nè. Ủa con sao vậy? Mẹ con cũng bán chè không? Ủa vậy hả? Dạ mà chỉ có điểm khác là mẹ con cũng bán gánh và mẹ con bán quán. Dạ. Dạ với lại á, mẹ con làm chủ có nhân viên bán, mẹ con lưu tiền thôi. Ông ơi ông vẽ cho con bức người phụ nữ đếm tiền tặng mẹ đi. Rồi được luôn, để ông vẽ cho nghe. Ê thôi chết con ơi, không được đâu. Dạ. Ông mà vẽ như vậy người ta không biết, ta nhìn vô ta tưởng đâu mẹ con cho vay nặng lãi á. Ông vậy thôi, ông cho người phụ nữ ấy đeo trên cái bảng bán chè. Rồi đi bán ông. Chè luôn nha. Dạ. Nói nghe nè hai đứa ơi, nói dạ. Nghe nè. Dạ. Trời ơi ông hạnh phúc dữ lắm. Dạ. Trời ông không nghĩ là tới từng cái tuổi này mà ông còn thực hiện được ước mơ của mình. À không, phải gọi là ước nguyện mới đúng. Ủa ước nguyện là sao ông? Thì già cả rồi, ai mà mơ mộng nữa. Người ta gọi là ước nguyện. Dạ. Ê, ông có cái này cho hai đứa nè. Cái gì vậy? Đây gì nè, vậy đây ông? Nè. Đây là cái món quà kỷ niệm của ông nha. À, con diều nè. Bây giờ nè. Ủa? Rồi. Ông tặng lại cho hai đứa nghe. Ông nghe, ơi, nghe. Sao đồ kỷ niệm của ông mà ông tặng tụi con chơi? Dạ. Thì bây giờ mình làm bạn rồi, mình tặng cho bạn được không? Dạ, được. Nói nghe nè. Hồi nhỏ đó nghe, là ông mơ dữ lắm. Lúc nào ông cũng mơ là mình được trở thành cái cánh diều, để mình bay thiệt cao nè, bay thiệt xa, để ngắm làng quê của mình và được bay theo mẹ. Ê, làm gì đâu vậy? Chờ tôi. Ê, nè, 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 mấy đứa, coi chừng té nè. Ê, thôi trễ rồi, về đi, coi chừng ba má la đó. Khi nào có duyên ông cháu mình gặp lại nha. Ông ơi, ông, đợi tụi con một xíu. Gì vậy? Mấy bạn. Mấy bạn ơi. Ừ, nè, cái gì vậy? Tự nhiên sao mấy đứa bắt ông lại vậy? Tụi con sẽ biến ước mơ của ông thành...